anh khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị và các bạn thân mến trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay anh khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện độc thân tác giả trịnh minh hiếu hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị đừng quên ấn like đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé lại quá thấp hành lang thì chật trội lại còn thi nhau đua ra, người này thỏ ra, người kia thụt vào, bên dưới thì lốc xốc đủ các thể loại chậu hoa cây cảnh, bên trên thì chẳng chịt dây phơi như mạng nhện, một ngày đẹp trời. Ai mà vô tình ngước lên ngắm mỹ quan thành phố, ôi thôi, đám quần áo ba lăng nhăng đập vào, cụp mắt vội. Nhà hắn ở tầng ba, chung căn hộ với một bà già đã về hưu, tên bà Lan được đánh dấu trên công tơ điện nên hắn nhớ, chồng bà đã mất, cô con gái đang ở trời Tây, hắn nghĩ cô ấy thế là sướng, điên mới về, cái phòng tù mù hơn chục mét vuông, không gian thì trông ra mấy giây phơi quần áo, chấm hết. Mấy năm ở trời Tây, hắn đã quen cuộc sống tự do, vì thế, hắn không thích sự ràng buộc hay quan tâm của người khác, có khi lợi dụng để móc thối nhau. Với hắn, không có chuyện ấy, song cứ thấy mặt hắn là mọi người lại xoắn chuyện lấy vợ, lấy vợ đi. Trai 30 tuổi đang xoan, trai 40 tuổi thì có người khơi khơi để em mối lái cho. Hắn thầm chặt lưỡi, không thích đấy, hầm đấy, đơ đấy, sao phải xoắn, lấy vợ, mặc cho mọi người vồn vã. Hắn vẫn lạnh thinh, tạnh hẳn, hắn mới hất nửa cái mặt lên. Thế à, lấy hộ anh một đứa, tư duy quá cũ, sao cứ phải hôn nhân, cưới nhau, ôm nhau, vài bữa, tỏi lít nhít mấy đứa trẻ con, quần với lũ quỷ đầu đen ấy với đám gạo, tiền, sữa, bìm, đến đoàn mệnh, có lão vợ đẻ, dậy nguyên cái mùi cay cay của nước đái em hiếm đến cơ quan. Mày, không ai có quyền bắt hắn phải lấy vợ, có bố mẹ thì cả hai đã chết trong một tai nạn khi hắn 15 tuổi, hắn ghét sự quan tâm kiểu ấy, độc thân, tự do là một thứ lý tưởng với hắn, vậy mà, sau một tháng đi công tác về, cuộc sống hắn đã bị đảo lộn hoàn toàn. Hôm ấy, khi chợt ngước mắt lên khu nhà, hắn sững lại ngay. Góc nhà hắn ngàn ngạt quần áo, tã lót, xanh, đỏ, tím, vàng. Bà già, không thể, cô con gái, gặp phải tây đều lừa tình rồi vác cái bụng về cũng nên. Chân hắn như tụt lại, đời ảo thật. Hắn nhớ lại một cuộc viếng thăm bất đắc dĩ vợ anh bạn cùng phòng lúc mới đẻ. Bố vác con ra khoe, chị em thay nhau bế bồng quý hóa. Đúng lúc tới cơn phẹt, một phát như súng thần công, mọi người giật này. Theo phản xạ, mẹ ấy rằng luôn cái tá lót, kịp ngay một bãi tóe tràn vuông gạch nền. ị xong, ngầu lại vươn cái cần cầu cong vót phun nước giải đều. Các mẹ rũ ra cười sung sướng rồi xuống vào bãi vàng vàng ấy khen nấy khen để. Phải hoa cà hoa cải thế mới phồng. Lần đầu tiên, hắn được thưởng thức cái nhuệ khí hoa cà, hoa cải ấy. Liên tưởng đám tá lót kia cũng đã hứng những bãi cà cả cải ấy hắn thấy cợn lên trong cổ, khóa cửa hành lang xong, hắn bịt miệng đi thẳng về phòng. Đúng là cực hình. Cả buổi tối, hắn đóng chặt cửa ngoài. Cơm nước xong, vừa ngồi vào bàn đã thấy oe, oe một hồi. Chắc lại đái ỉa, hình như nhuệ khí hoa cả, hoa cải đang bốc thơm ra ngoài. Hắn liền đứng dậy đóng cửa sổ lại và đi pha cà phê, mặc dù hắn không thích cà phê đêm. Sáng hôm sau, vừa mở cửa đi làm, bà già đã sang gặp hắn trình bày bà xin lỗi về việc thằng cu chưa dụng rốn nên vẫn đau mới quấy khóc cô cháu hoàn cảnh vất vả chồng chết đơn thân vượt cạn thương cháu bà đón về chăm hắn cũng bực phần vì cà phê phần tiếng lục đục cả đêm vọng sang làm hắn không ngủ được tuy nhiên cố tỏ ra là người không khó tính lắm hắn nhếch miệng vui vẻ miệng quan chôn trẻ mà bác những ngày sau đi làm về muộn nên đám quần áo tá lót đã được cất từ lâu vậy mà đi qua hắn vẫn cảm giác tanh tanh thêm mùi gây gây từ trong nhà phẩn ra thằng bé có đỡ khóc hơn nhưng chỉ ba bảy hai mốt ngày lại đột xuất tình hình đêm ấy nó lại khóc dữ ngằn ngặt hết cơn này sang cơn khác hắn ung cả đầu vì không ngủ được vợ con kiểu này thần kinh sáng hôm sau bà hàng xóm tốt bụng lại sang cốt thông báo thằng cháu khóc đêm vì đau mũi tiêm phòng. Ngầm ý, từ đêm nay sẽ không làm ảnh hưởng đến hắn nữa. Trời, tịt thế nào được miệng quan chôn trẻ. Hắn nói toẹt luôn cho đỡ tức, còn khóc không biết dỗ Đàn bà gì mà vụng thế, lời ấy đã lọt đến tai. Từ đêm ấy, người mẹ đã du dín con, gió thổi qua bức liếp, không muốn nghe nó vẫn đập vào tai. Hay ho gì, khó chịu thêm. Bật nhạc lên tự khắc nó sẽ nín Ở nước ngoài Thai Nhi nghe nhạc từ tháng đầu tiên trong bụng mẹ Thời này mà vẫn hát gì gì thế Hết bài cò lại bài trâu Quay đi quay lại Nghe nực cười Con cò, con vạc, con nông Ba con cùng béo vặt lông con nào Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao Cái cò là cái cò qua mày mà đánh vợ Đêm nằm chết cò Cái thằng bé tí hon chưa vỡ bọng cứt đã nghe chuyện vớ vẩn, xào xáo, vặt lông kẻ khác, toàn lửa nhau, giết nhau, nhồi nhét toàn thứ ba lăng nhăng, tư duy quá cũ, đến mệt. Hắn là người không quá cầu toàn. Xong, mỗi khi bất chợt hình dung đám tá lót, dây dợ lùng lẳng trước nhà, tiếng trẻ khóc oe oe, tiếng hát gì gì, tiếng lịch kịch chai lọ, hắn lại thấy bí bách, luẩn quẩn, đang yên đang lành, giờ không khác gì con mọn quấy quá ba thứ lăng nhăng ấy hắn không còn tâm trí làm việc suốt thời gian đi công tác về chưa làm ra hồn một cái gì quá oải quá mệt mỏi sống chết có số thôi cứ liều ít nhất là thoát được hậu trường gái đẻ nghĩ vậy hắn xin đi xuất chuyên gia sáu tháng ở trung đông nói đến chiến sự ai cũng sợ chết ai cũng biện gánh đời đang đè lên đầu vợ dại con thơ cha già mẹ héo vẫn kịch bản trốn thuế thu nhập cá nhân hình như đàn ông cả nước này đều éo le hoàn cảnh thế mỗi hắn chơi chọc ung dung một thân một mình chết là hết chẳng dính đến ai đi cho lành sáu tháng bao nhiêu sự kiện ác liệt xảy ra nơi chiến sự ấy có lần hắn chết hụt bởi quả bom nổ cách có mấy trăm mét được toàn thây về nhà là hồng phúc lắm vì thế hắn quên sạch những phiền hà toàn tính trước khi đi chân khấp khởi, mắt ngước lên góc nhà. Trời vẫn đám quần áo, tá lót đang bay phần phật, bực điếng người. Biết thế, xin ở lại. Về kiểu này còn ác liệt hơn chiến sự Trung Đông. Khi thật, lên đầu cầu thang, hắn nghe có tiếng cười trẻ con. Hòa cùng đó là tiếng ú òa, tiếng dậm chân, tiếng cười như nát nẻ. Chẳng lẽ thằng bé đã lớn thế, rồi lại leo trèo, quăng quật đồ chơi, là hét ầm ĩ giặc rời hắn lắc đầu ngán ngẩm thằng bé được thả vào cái xe ba bánh ở thẳng cửa phòng hắn mẹ nó vừa lấy que gạt gạt dàn đều đám quần áo vừa đùa với con bà già đang bình thản xem báo hắn cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng mệt mỏi để mở cửa hành lang cá cá chào bác kia bác đã đi công tác về vừa nói bà già vừa nhổm dậy để kéo xe thằng cá về cửa nhà mình người mẹ quay ra phía hắn vẻ bất ngờ mồm lý nhí trào rồi thụt luôn vào nhà. Thằng bé nhoài theo bóng mẹ, miệng bà, 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 giống người nuôi cũng nhanh, trước còn oe oe khó chịu, giờ đã toe toét, sờn sơ thế này. Cá, cũng hay, kia mặt bụ bẫm, hai tai tròn vo, mắt khao kháo, cũng không ám lắm, tỏ ý thân thiện, hắn cúi xuống nắm lấy tay nó, thằng bé nhìn hắn ngác ngơ, mồm mếu mạo rồi khóc ré lên mẹ nó lại thỏ ra chia tay đón thằng bé quẩy mạnh cái xe rồi nhao lên lòng mẹ một cách sung sướng vừa bế lên nó đã quậy ngay nó hí hởn chằn ngang cái đầu rúc giấy đòi ti một tay bám mẹ một tay túm túm dứt dứt làm cúc áo ngực mẹ nó bị bật toang ra hắn liếc nhanh khe ngực trắng nhễ hai bầu sữa căng to như hai quả rửa nước mặt mẹ nó đỏ bừng xấu hổ tỉnh bơ như không để ý vặt hắn vội về phòng nhưng hai chân cứ díu lại. Đã cài cửa chặt, thấy không tiện, hắn lại mở hờ nửa cánh ra. Ngày đầu tiên về nhà cũng tạm ổn, thằng bé ban đêm không quấy khóc nữa, đôi khi lóe lên một hai tiếng rồi im thít. Nhưng mấy đêm liền hắn không ngủ được, tâm trạng bâng khuâng như kẻ hồi hương, nhiều thứ lạ lẫm, cảnh gia đình ba người bình yên, vui vẻ ấy luôn ám ảnh. Lần đầu tiên, Hắn thấy nhột nhạt đến tức thở khi thằng bé miếu mạo sợ hãi, mắt ẩn ẩc nước, sâu thẳm, một điều gì đó quá đối quen thuộc nhưng mang mang, mơ hồ như thuộc về quá khứ hay trong một tương lai nào đó. Hắn thần thá cả người, sự xuất hiện của hắn như người đàn ông trung tâm gia đình ấy, như bày đặc, chớ chiêu của tạo hóa. Bình thường, ở tuổi hắn lẽ ra đã phải có một gia đình như thế, người mẹ quá trẻ, lại còn đẹp nữa, đúng là phận hồng nhan đêm thanh vắng, nghe tiếng du con thấy chạnh lòng. Cứ à ơi mà mỏi mòn, ra giết, gió mùa thu, mẹ du con ngủ, năm canh chày, mẹ thức cả năm, hỡi người, người ơi, em nhớ thương chàng, ơi chàng, chàng ơi. Sau lời du ấy, chắc hẳn lại thút thít, giọt ngắn giọt dài, hình như, ngày xưa, mẹ hắn cũng hát bài này, đó là thời gian bố hắn đi C hay đi B gì đấy du con hay du mình, khóc chồng hay khóc mình, hay đang chống cự yếu ớt sự tuyệt vọng vĩnh viễn, tội nghiệp thằng bé, mổ côi bố từ trong bụng mẹ, cùng phận mổ côi nhưng hắn đã đủ lớn để biết, nghĩ đến hai nấm mộ song song quá thưa thớt hương khói, mưa nắng bạc phách, hắn đau lắm, đau nhưng không khóc nổi, có người bảo hắn vô cảm, có thể đúng, hắn chỉ có công việc, ngập trong đống đề tài, đề án, chưa xong cái này đã hay cái khác, làm tối mặt đều đặn hết ngày này sang ngày khác hắn quan niệm công việc là mục đích của sự tồn tại mỗi người là một cá thể độc lập nên bất khả xâm phạm có thời gian hắn chót với cô bạn gái rồi chia tay luôn đàn bà hay ở chỗ đã yêu thì rất say như vặt mình cho trai nhưng tật xấu đàn bà khi yêu là hay vòi cưới cứ thủ sẵn cái chốt giặt cạnh sườn sơ hở là sập luôn đàn ông không dãy ra được từ đó hắn không còn cảm hứng yêu đương gì nữa. Hắn ghét cay ghét đắng loại đàn bà hay bà là, hở hàng, chỉ trực đông dai. Cuộc sống bên cạnh hàng xóm già bao năm nay đã củng cố thêm sự ổn định gần như cố hữu, như mặt nước không một gợn tăm. Vậy mà, sự có mặt của người mẹ trẻ và đứa con nhỏ như bình minh trói lòa đã khuấy đảo cái mặt phẳng bình lặng ấy. Lúc đầu còn trói trang, bức bối, sau dịu dần, ấm áp, Hắn đã nhận ra sự không phải với đàn bà, con trẻ, họ không có lỗi, nhưng sống bên cạnh hàng xóm là hắn, họ luôn thấy mắc lỗi, mọi nhất cử, nhất động họ đều cố gắng để không bị phiền lụy đến hắn, vậy mà hắn vẫn chấp nhặt, chối trả và tìm cách chuồi thoát khỏi mớ nhỏ nhặt ấy. Ba người, ba số phận thiệt thòi nhưng đã gồng gánh nhau cho bớt khổ. Thằng bé là hiện thân của bố nó, nối liền hệ dòng tộc mỗi nhân mạng sinh ra đều phải gánh những trách nhiệm và bổn phận, riêng hắn không bị quầy vào gánh nặng ấy. Nhà hắn ba đời độc đinh, đời hắn đặt dấu chấm hết chi họ quang tự, bôi đỏ chữ tuyệt sinh trong gia phả thế tộc, không biện hộ hoàn cảnh, chỉ là thái cực tự do, hắn thích sống thế, đời, chắc được vài thằng quả cảm, bản lĩnh như hắn, từ lâu, hắn đã mặc định bằng một dãy số không, không quá khứ, không tương lai không gia đình, vợ con, không họ hàng thân thích, không thân sơ bạn bè, không chơi bời, cờ bạc, gái gú. Nhưng giờ đây, những cú va đập đời thường, vô hình như thòng bản dây gai bố vào chân hắn, càng gỡ, càng thít chặt làm tức chân hơn. Xong nó lại có tác dụng như Garo khi bị rắn cắn. Hắn đã ngộ ra, lập thể dãy số không vô hồn, chống giống ấy đã hoại tử ham tục. Hắn sống như diệt, sống mà không sinh không trách nhiệm, bổn phận, trẻ trồng cây, già hái quả, rồi đời hắn sẽ ra sao? Thật quá kinh khủng. Hắn không còn tin vào hắn nữa. Sức lực, trí tuệ, tài năng hay gì gì đó của người đàn ông ngoài 40 giờ như tàu lá rũ. Không ngờ, đời hắn có lúc lại hô hoác, u ám thế này. Hắn chưa bao giờ ốm. Vậy mà, hắn đã đổ ốm bệt bã. Thỉnh thoảng, tiếng âm à, tiếng đi lại, mùi xảo nấu thức ăn của nhà bên lại đánh thức hắn, biết, nhưng hắn không cất nổi đầu dậy, nằm bẹp trên giường, ly bì, mê man mất hơn một ngày, tỉnh dậy, hắn như người đãng trí, không biết ngày hay đêm, đang ở đâu, sao lại thế, chợt có tiếng lách cách gõ bát, tiếng trẻ đòi măm măm, hắn mới sực nhớ, bụng tự nhiên cồn cào, nôn nao, nghĩ đến cơm, hắn thấy thèm vô cùng, giá có ngay một tô cơm đầy hắn sẽ hà hít để phả khắp mặt hơi nóng, mùi ngon ngọt, ngọt đậm đà của thứ cơm gạo ấy, rồi dưới mắm tép chưng thịt, ăn thật đã, ăn xong, hắn sẽ khỏe hẳn. Hóa ra, chỉ khi nào khao khát, ước mơ thì những điều nhỏ nhặt, tưởng như rất bình thường ấy mới trở nên đẹp đẽ, cao siêu, mọi thứ đều phải nâng niu, khó khăn, vất vả, nhặt từ bàn tay người, đặt sang bàn tay mình, mới là của chính mình, nghĩ suy, đấu tranh, cuối cùng hắn cởi lòng xỏ dép đi nấu cơm xong vừa thò tay vào thùng gạo hắn đụng phải một nắm xôm xốp bốc cả lên gạo đã mọt thành từng mùn hắn lại nằm phịch xuống giường nghỉ mấy hôm liền hắn mới khật khử đến cơ quan vừa thấy hắn lão trường phòng đã lên nước hầm hầm ra oai lão đưa một cặp tài liệu yêu cầu làm ngay báo cáo sớm đã quen với cái mặt ám sạm cái nốt ruồi to tướng ở cằm bụng lúc nào cũng đầy ammoniac, nhưng hôm nay, nhìn lại, hắn không thể chịu nổi. Hắn quật mạnh đống tài liệu xuống bàn, mặt nổi sung lên như muốn gây sự làm lão trường phòng chuồn vội. Hắn quay ra sập hai cánh cửa phòng lại, hai tay ôm lấy ngực trái đang đau nhói. Hình như, hắn có vấn đề về tim mạch hay huyết áp. Mấy tháng nay, hắn hay bị những cơn kích động, thở gấp thế này. Nhìn lại căn phòng, chỗ nào cũng chật trội bức bối, chỗ nào cũng ngồn ngộn sách vở tài liệu gầm bàn nóc tủ khe kẽ chỗ nào cũng nhét đầy tài liệu cửa sổ thì rẻm đã đóng cứng lại ngày tối hơn đêm vì chỉ có ánh sáng điện bàn làm việc thì la liệt giấy tờ tài liệu bàn cạo râu cốc nước rẻ lau kính thuốc một nửa bàn đống tài liệu cao ngất may chưa ụp xuống đầu hắn không thể chịu được nữa hắn nghiến răng nghiến lợi cố hết sức đẩy hất doạt cả đống xuống đất, cái cặp da chành ảnh, lớp chỉ khâu đã te tua, lỗ thùng lỏi ra cái đầu bút, hậu quả của lần hắn bị rạch trộm ở sân bay, ngứa mắt, hắn quăng luôn ra cửa, rồi cái cốc uống nước sinh ga to vẽ hình năm con bướm, choang một phát, cốc vỡ làm mấy mảnh, nước giàn khắp nền nhà, cái cà vạt lũng lẵng đu theo người, hắn túm lấy rồi giật mạnh tưởng như đứt phật, nhưng nó chỉ thiết chặt cổ hắn lại hắn cầm luôn hai ve cổ áo giật phanh ra rồi hất ngược cả vạt qua đầu. Hai cúc đất liền, vẫn thấy vướng, hắn giật tiếp nhưng mãi không dứt ra được. Hóa ra, cúc thứ ba đã bị rơi từ lâu và được ghim chặt bằng kim băng, giặt nước nhiều lần, đầu kim bị dì lở đầy miệng, không kênh ra được, rằng không được, sẽ không ra. Điên tiết, hắn nhảy trồm qua bãi nước rồi vọt ra ngoài. Không gian đường phố mát mẻ, mặt hắn đã dần hết tím gắt, song hắn vẫn thấy tấm tái khó chịu. Chưa đến giờ ăn, hàng quán đã tấp nập, đang ngẫy, hắn chợt đứng ngớ lại trước nhà hàng lẩu dê 36 món bởi mấy tiếp viên sấn ra chặn, đáng tuổi cháu mà cứ ngon ngọt anh anh, em em, quần thì hở hang, ao lờm rốn, nhìn đã nóng mắt, hắn rằng đi, anh vào đi, toàn cỡ quan xếp như anh vào nhà hàng chúng em mà. Đột nhiên, hắn quay ngoắt lại vẻ sừng sộ, mấy cháu non gan nhìn hắn rúm và sợ sệt, nhưng ngay lập tức hắn thoát đổi thái độ, mặt hắn ngênh lên vẻ độ lượng của sếp. Lần đầu tiên, hắn được quát nhặn, được chiều hơn lên giá cô đồng. Các cháu vừa ve vuốt, vừa tiếp rượu, vừa bón thức ăn cho hắn. Hết chai này, quăng chai khác, hết dê món này thay dê món khác, hắn cũng được bữa thả cửa. Thỉnh thoảng lại đập bốc vào cái đùi non ngon mởn cho hạ sướng hoặc hôn duyệt một cái vào má. Có lúc, mắt đờ ra ngây dại, tay dê dê mảng trắng trên ngực rồi thộp sâu một cái rất hà hê. tửu, sắc làm hắn quên sạch, càng uống càng hăng, càng lê lết. Khi người oằn ra, chủ quán hỏi địa chỉ để tống hắn về, hắn cũng không nhớ nổi. Chủ quán tức quá gầm lên, nhà ông ở đâu? Hắn ngửa hàm, tay giữ giữ trỏ ra phía ngoài, kia kìa, kìa đầy tá lót kia kìa, kia là chỗ nào? Đưa số điện thoại của vợ đây, ờ, ngu thế, sinh mà ngu ngu mà sinh, đã bảo, độc thân, không vợ, không nợ nần ai, mà cứ hỏi, sinh mà ngu, hỏi gì cũng không, điên ruột, ra để khóa cửa, thế đấy, đời là một số không, em sinh, là sinh 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 quá, mồm hắn hát, tay hắn múa, đầu vũ công theo nhịp, chủ quán dí đầu, rằng tay hắn, ấn cái bút vào, cắm địa chỉ vào đây, hắn nắm hở cái bút ngoạc một nguệch dài rồi lẹt dẹt như run ỉa vãi rơi trên mặt giấy xong hắn quăng bút cố nhấp người mặt hớn lên theo hướng chỉ tay ra ngoài phía cửa chỗ đấy nhà có đầy tá lót ơ ờ, thằng cu con kia kìa cả người hắn tung hớn lên rồi sợ ngửa ra ghế song tay vẫn chới với mồm vẫn gọi tên thằng bé cá cá cho tôi về nhà với mẹ con bé cá Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bông hoa của bạn, tác giả Nguyễn Thị Thu Trang. Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Báo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Báo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực. Ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Báo lúc này đang không yên. Báo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoãng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình. Từ nhỏ báo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi. Giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa, anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng. Năm đó, Báo mới có 9 tuổi đi theo bố mẹ xuống chợ huyện nhà báo có cái xe trâu kéo, trên đó bố mẹ chất đủ thứ đồ tích lại để cuối tuần mang xuống chợ bán. Mới 4 giờ sáng, chim còn chưa ngủ dậy, ông mặt trời vẫn trốn sau đám mây đen, mẹ báo đã gọi dậy để chuẩn bị cơm mang đi. Nằm trên xe, báo ngủ thiếp đi được một giấc, lúc đến chợ đã thấy trời sáng, mọi người tấp nập nói cười. Ông xúa, bố báo đi cất xe trâu vào góc chợ và đi tìm mấy ông bạn cùng bản uống rượu, bà diêu mẹ báo thì trải cái ni lông cũ ra đất vẫn chỗ ngồi quen thuộc bày ra các thứ rau củ mật ong thịt thú rừng sấy mà bố săn được ra bán hàng nhà báo được mấy người kinh ưa thích nên lúc nào cũng có nhiều người đến mua hôm đó báo thấy mấy đứa tầm tuổi cũng theo bố mẹ xuống chợ túm tụm lại đang ngó nghiêng gì đó chứ không chơi đánh khăng như mọi khi báo nhân lúc mẹ mải bán hàng trốn ra chỗ đó trước mắt báo là một đứa trẻ mặc cái váy màu hồng xòe bồng bềnh rất đẹp tóc buộc cao cột kia nơ xinh xinh nhìn như những cô công chúa trong chuyện cổ tích mà thầy hùng vẫn kể cho báo và các bạn ở lớp báo thấy lạ lắm đứa bé này cũng tầm tuổi mấy đứa ở bản như báo nhưng ăn mặc thế này thì là người kinh rồi đứa bé đang co rúm người lại vì sợ hãi khi xung quanh là những đứa trẻ cười trần nói tiếng dân tộc mà nó không hiểu gì khi đó không hiểu sao báo liền đi lại kéo tay đứa bé dậy nói với nó bằng tiếng kinh mà thầy giáo hùng dạy cho nó ở bản nó cũng biết nhiều hơn các bạn vì thầy giáo hùng hay vào nhà nó uống rượu với bố rồi dạy nó nói tiếng kinh kể cho nó nghe các câu chuyện ở dưới xuôi mà hoàn toàn xa lạ với mọi thứ xung quanh nó đứa bé nhìn vào báo với đôi mắt to đen láy đôi mắt mà báo chưa nhìn thấy đứa trẻ nào ở bản có đứng dậy theo báo bỗng thằng hàng nhảy về phía trước chặn lại làm con bé co rúm lại sợ hãi thằng hàng hỏi báo mày quen đứa bé này à mày định dẫn nó đi đâu báo chỉ nói lại chúng mày đang làm nó sợ tao đưa nó đi tìm bố mẹ không hiểu sao lúc đó đứa bé rất tin tưởng lún cún đi theo báo sau khi thoát khỏi vòng quây của mấy đứa trẻ con bé như vui vẻ hơn tớ tên mai bạn tên gì vàng a báo bạn đi chơi chợ à không đi bán hàng bạn còn bé thế này đã phải đi bán hàng rồi à không bán thì lấy gì mua gạo mua muối à thế nhà bạn ở đâu sau dãy núi kia đoạn đối thoại của báo với đứa trẻ ấy chỉ có vậy thì mẹ gọi báo về bẻ cơm ăn báo đứng dậy chạy đi nhưng mắt vẫn nhìn chỗ mai đứng ngơ ngác giữa chợ báo cũng thấy lạ sao không thấy bố mẹ của mai đâu nhìn mai cứ đứng như vậy chắc cũng đói lắm báo liền chạy lại kéo mai về và bỏ cơm nắm ra cho mai ăn cùng từ lúc sáng đến giờ mai chưa được ăn nên được miếng cơm mai ăn ngấu nghiến điều này làm cả bà diêu và báo đều ngạc nhiên vì trông mai được cho ăn mặc đẹp thế này sao lại đói thế bà diêu nói bằng tiếng dân tộc bảo báo hỏi mai bố mẹ đâu tớ không biết tớ lạc mẹ từ sáng nay mẹ dẫn tớ ra đây từ sớm xong bảo đứng đợi ở đây mà tớ đợi chưa thấy mẹ quay lại nhà ở đâu nhà tớ ở xa lắm mẹ đưa tớ đi xe ô tô đến đây bảo tớ chờ ở đây mà mãi không thấy về tớ sợ lắm thế rồi đến chiều tối hôm đó trên cái xe châu về bản có thêm đứa bé người kinh ông xúa với bà diêu thấy đứa trẻ ngồi co do ở góc chợ đến chiều muộn nên cũng nấn ná xem mẹ của mai có trở lại đón không nhưng chờ cả một ngày cũng không thấy khi ông mặt trời dần chạy đi ngủ ông diêu liền ra dắt đứa trẻ và bế đặt lên xe đây cũng là ngày mà cả nhà ông xúa đi chợ về muộn nhất hôm đó về đến bản trời tối mịt ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả đoạn đường về bản cái mai chắc do mệt quá nằm ngủ mê mệt ông xúa đi bộ bên cạnh không nói gì từ ngày đẻ báo bà diêu bị ốm tưởng chết sau khi hồi phục bà không sinh đẻ được nữa ở bản nhà nào cũng lít nhít năm phẩy đứa con chỉ có nhà ông xúa là có một con nhưng ông vẫn sống với bà diêu mà không đi tìm vợ mới để đẻ thêm con mai là một đứa trẻ ngoan hàng ngày nhìn bà diêu làm gì là làm theo dù bàn tay cầm không được con dao cái cuốc nhưng mai vẫn lẽo đẽo theo bà diêu lên nương ở nhà báo việc gì cũng đến tay bà diêu giờ có thêm mai bà cũng bớt đi được vài việc báo thấy kia mai cố gắng theo việc nhưng cũng biết nó còn bé quá lại chưa làm những việc nương dẫy bao giờ nên hay đi theo để còn đỡ việc cho mai ông xúa thấy vậy đã nhiều lần mắng báo đàn ông phải biết săn bắt đi vào rừng chứ không phải lên nương rồi chui vào bếp nhưng khi nào đi được là báo lại đi cùng mai thấy thế vui lắm và nói chuyện nhiều vì khi đi cùng bà diêu bà không biết nói tiếng kinh nên hai người chỉ lầm lũi làm việc đến mùa đi học trở lại thầy hùng rất ngạc nhiên khi thấy nhà báo có thêm mai thầy gần gũi trò chuyện hỏi mai về gia đình để mong tìm lại bố mẹ cho mai nhưng mai không nhớ gì cả chỉ nói nhà ở xa hai mẹ con phải đi ô tô mất gần một ngày mới đến nơi có lần thầy còn đưa mai cùng xuống chợ huyện để mai nhớ lại và cũng là để hỏi xem có ai thông báo con mất tích không. Một tuần, một tháng rồi một năm qua đi, thầy Hùng, ông Súa đều tìm cách dò hỏi để cho mai tìm được lại gia đình. Nhưng đã 10 năm trôi qua, thầy Hùng cũng đã về dưới thành phố, còn Mai đã trở thành người con của bạn, cũng như cái sâu, kia mua ở bản này, lớn lên xinh đẹp, tóc vấn cao, mặc váy của người mông, lên nương trồng ngô, tước lanh, dệt vải, thêu thùa, đan sọt, Mọi việc Mai đều làm thuần thục nhanh nhẹn, học hết cấp 2, Mai phải ở nhà, còn báo được bố mẹ cho đi học tiếp, học hết cấp 3 ở dưới huyện thì báo lại đi học nghề ở dưới thành phố. Ngày đi học báo dặn kỹ Mai chuyện đi lại không để trai bản trêu chọc rồi bắt làm vợ, hay tối đến không được mở cửa đi chơi với chúng bạn vì giờ Mai đã sắp 18 tuổi rồi, lại ngoan ngoãn, xinh đẹp và thông minh như một chú nai rừng, sẽ có nhiều trai bạn để ý nếu mai chưa ưng ai thì không được để bị bắt mai hiểu lời báo dặn vì khoảng thời gian sinh sống ở bản mai cũng tìm hiểu được các tập tục và dần quen với nếp sống nơi đây cô cũng thầm cảm ơn bố mẹ báo đã giang tay nuôi mình khi bị bỏ rơi đúng với mai bây giờ cái kỷ niệm ngày mẹ nói dẫn mai đi chơi đó là ngày mẹ bỏ rơi mai từ rất lâu rồi mai cũng không còn muốn đi tìm mẹ tìm lại gia đình nữa cái trí nhớ của đứa trẻ 7,8 tuổi lúc đó không phải là không nhớ gì. Mai cũng biết rằng, có thể mẹ đã phải trải qua thời gian đau khổ lắm. Hai mẹ con sống cùng nhau dù đói, dù mệt, dù Mai từ lúc sinh ra chưa gặp bố, chưa gặp ông bà nội ngoại. Nhưng hai mẹ con đã sống rất vui vẻ. Cái váy hôm đó cũng là cái váy đẹp nhất mà từ bé Mai được mặc. Cũng là lần đầu mẹ dẫn Mai đi chơi. Vậy mà, nhiều khi Mai ước, giá như ngày đó mẹ đủ mạnh mẽ để giữ mai bên cạnh dù có phải trải qua khó khăn thế nào mai cũng sẽ không sợ nhưng giờ thì mai không trách mẹ nữa mai chỉ sợ ở đây mai sẽ như các cô gái ở bản này nếu không bị trai bản bắt vợ thì cũng phải đi lấy chồng sớm mà sống với người không có tình cảm mai thấy còn đau khổ hơn là việc bị mẹ bỏ rơi bao năm qua báo lấy ngày gặp mai là ngày sinh của cô nên theo lịch mai sẽ là sinh nhật của mai Báo muốn tan học thật nhanh để đi về nhà gặp Mai. Báo mới nhận được phần thưởng học bổng kỳ này. Báo sẽ đưa Mai xuống chợ để Mai được chọn mua thứ Mai thích, rồi đưa Mai đi ăn cốc chè của bà béo trong chợ. Nghĩ như vậy thôi mà trong lòng Báo đã vui lâng lâng, tưởng tượng ra nụ cười rất đẹp của Mai. Không biết từ lúc nào, nhưng có lẽ từ ngày xuống huyện học cấp 3, rồi cái tình cảm mơ hồ ấy lớn dần lên khi Báo đi học chuyên nghiệp dưới thành phố. Báo thấy nhớ Mai và lo cho Mai ở nhà. Đó không phải là tình cảm anh em trong nhà. Đó là thứ tình cảm nam nữ mà Báo chưa thấy có với cô gái nào trong bản. Vừa về đến sân nhà, đang nhẹ nhàng leo lên cầu thang để làm Mai bất ngờ. Bỗng Báo nghe thấy tiếng khóc thút thít, tiếng bà Diêu nói tiếng kinh không sói vọng ra. Cái thằng hàng ý mà, nó tốt mà, nó bảo nó không muốn bắt mày, vì mày là người kinh sống ở bản, sợ mày không hiểu, mày sợ nên nó bảo bố mẹ nó sang hỏi mày tử tế đấy, lấy nó được mà. Mày sắp 18 tuổi rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi. Nhưng con không muốn lấy anh hàng, con chưa muốn lấy chồng. Mai nói trong nước mắt, giọng của ông xúa lại xen vào. Khi bà này, khi Mai nói là người kinh ở nhà mình, sao bắt nó lấy chồng sớm như gái bạn mình làm gì? Ông giữ nó được mãi à? Tôi ngày trước về ở nhà ông lúc đó mới có 16 tuổi thôi. Ôi giời, thanh niên giờ nó khác, kệ nó. Báo đi vào nhà, nhìn Mai ngồi bên bếp nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh nắng chiều xiên qua phiên lợp làm mái tóc Mai óng ánh, vài sợi tóc bung ra rơi xóa xuống má càng làm Mai xinh đẹp hơn. Trái tim Báo như bị bóp lại khi nghe câu lấy chồng, điều mà từ trước đến giờ Báo vẫn chưa nghĩ đến và càng không mong nó xảy ra sớm với Mai. Mẹ, sao lại gả cái Mai đi lúc này? Mày về hả Báo? Mày hỏi lạ thế, cái Mai lớn thì phải gả đi chứ, cũng như mày đến tuổi phải lấy vợ về còn thay cái mai làm việc lúc nó đi lấy chồng chứ đợi con đi học nốt năm nay tới về đã mẹ đừng vội gả cái mai đi mai thấy anh về khuôn mặt bừng lên hy vọng chạy lại nói với báo em chưa muốn lấy chồng bây giờ anh nói với mẹ cho em đi ông xúa cũng nói thêm vào bà cứ để chúng nó tính thằng báo biết việc mà tối đó bên bờ suối mai khóc nấc lên khi nghĩ đến việc phải đi lấy chồng báo muốn nói điều mình nghĩ trong lòng mình ra với mai nhưng anh sợ mai không hiểu mà làm phá vỡ tình cảm đang có bao lâu nay với báo từ ngày mai về ở cùng báo đã hứa sẽ bảo vệ mai cả đời nhất là những lần cùng thầy hùng xuống huyện tìm lại gia đình cho mai mặc dù rất mong mai tìm được lại mẹ nhưng báo càng sợ hơn sẽ không được gặp lại mai nữa mày đừng khóc nữa anh không để mày đi lấy chồng khi chưa có sự đồng ý của anh đâu em em không thích anh hàng em chưa muốn lấy chồng. Vậy mày muốn lấy ai? Báo buột miệng hỏi, xong tim lại đập thình thịch trong lồng ngực nếu mai nói ra cái tên của ai đó. Em, em, em muốn ở với bố mẹ, với anh cả đời này. Em biết đó là điều không được, nhưng em không muốn đi lấy chồng. Ánh trăng chiếu xuống dòng suối loang loáng từng vệt dài, soi rõ hình của đôi trai gái. Họ đã lớn, trái tim họ đang đập mạnh mẽ tràn đầy sức sống. Họ không nói gì nữa mà chỉ tựa vào nhau, họ hiểu điều họ đang mong muốn để anh về nói với bố mẹ không được bố mẹ sao đồng ý được bố mẹ coi em như con gái rồi dân bản nữa sao không được cả cái bản này đều biết em không phải con bố mẹ đẻ ra chúng ta không phải là anh em nhưng em sợ người ta nghĩ không tốt về bố mẹ về anh hôm trước cái sâu với cái dơ đã nói xấu em là cố tình ở nhà anh thích anh thế cũng không sao kệ chúng nó nói em đợi anh học xong anh về xin bố mẹ lấy em làm vợ. Em thấy mẹ nói chuyện với mẹ anh hạng rồi. Em phải tin anh. Báo lại xuống trường. Trước khi đi đã dặn mẹ không được nhận tiền hỏi cưới của nhà thằng hạng. Dặn mai cứ làm việc nhà. Tối không được đi chơi. Dù lo lắng sự việc không tốt sẽ xảy đến, nhưng việc học không nghỉ được. Báo đã tự nhủ chỉ còn hơn một năm nữa sẽ học xong. Có cái nghề sửa chữa xe máy trong tay, anh sẽ về bản mở cửa hàng. Bản giờ nhiều người đi xe máy lắm rồi sẽ có việc và không lo chết đói, rồi báo sẽ xin bố mẹ cho lấy mai. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, cuộc sống thế là ổn định rồi sinh con, nuôi chúng học, mãi miết với dòng suy nghĩ, tiếng thằng tỉnh gọi ầm ý. Báo, báo ơi mày biết tin cái mai em mày bị thằng hàng bắt vợ chưa? Thế là cái mai đã bước qua cửa nhà thằng hàng rồi, phải làm vợ nó, chết làm ma nhà nó. Mày nói cái gì đây tỉnh? Báo túm cổ áo thằng tỉnh, máu trong người báo chảy dần dật tim như bị ai bóp chặt mày điên à bố tao đi có việc xuống đây qua thăm tao vừa kể cho tao xong buông thằng tỉnh ra báo chạy về phòng thu vội bộ quần áo ra đường đón xe về bản chuyến xe cũng như mọi hôm mà báo thấy đi mãi không về đến nhà trong lòng như lửa đốt đó là điều báo lo sợ nhất vì ở bản anh vẫn duy trì tục bắt vợ và mọi người trong bản vẫn theo quy định cũ người con gái nào đã bước qua cửa nhà con trai nghĩa là đồng ý làm vợ người đó chết cũng phải làm ma nhà đó báo về đến bản chạy thẳng sang nhà thằng hạng vừa vào đến cổng đã thấy thằng hạng với mấy đứa trai bản đang ngồi uống rượu báo xông đến đấm vào mặt hàng thằng hạng ngơ ngác vì bị đánh bất ngờ liền lao về phía báo hai thằng vật nhau mọi người phải lao vào can ngăn báo hét lên sao mày lại làm thế với mai tao thích nó nhưng nó không chịu ưng tao tao phải làm thế. Thằng Hàng cũng nói lại. Nghe vậy, Báo lại vùng lên đấm về phía Hàng. Lúc này trong anh như con hổ giữ vùng dậy vì bị rằng mất thức ăn. Nó là sự điên cuồng, là sự vùng vẫy để giành giật lại món đồ của mình. Mà đó là thứ anh vô cùng trân quý, là tình yêu anh dành cho Mai, là sự bao bọc, thương cảm. Vậy mà giờ bị vấy bẩn bởi cái tục lệ này. Báo ngồi thụp xuống đất với sự bất lực. Đội trai bạn đều hiểu tính báo, không bao giờ báo gây sự, đánh nhau hay làm việc không suy nghĩ cả. Lần này thấy báo như vậy chắc phải là việc lớn lắm mới dẫn đến hành động như vậy. Chỉ một lúc sau, việc báo lao vào nhà hàng đánh nhau đã được báo lên. Ông trưởng bản và bố mẹ báo lật đật đi vào. Mấy đứa trẻ con thì trèo cả lên cây và trước sân để xem. Mày làm thế là không được đâu báo ơi. Bà Diêu gào lên, ông xúa thì ngồi xuống cạnh vỗ vỗ lên vai anh. Thằng báo, mày đang đi học cái chữ ở dưới huyện cơ mà sao lại chạy về bản đánh nhau? Ông trường bản lên tiếng, báo liền đứng phát dậy, con không đồng ý chuyện em mai bị thằng hàng bắt làm vợ. Tục lệ của bản, sao mày lại bảo không đồng ý? Nhưng Mai là người kinh, không phải người ở bản mình, Mai không cần theo. Với lại cháu đi học, mọi người đều bảo tục này của dân tộc mình cần bỏ đi, không nên duy trì để bao nhiêu người phụ nữ phải sống với người mình không yêu, phải cam chịu chấp nhận sống cuộc đời họ không mong muốn sao mày đi học cái không tốt ở đâu về vậy báo mẹ báo lại gào lên mẹ cuộc sống giờ khác rồi cần phải đổi mới chứ mẹ báo nói với mẹ rồi quay sang nói với ông trường bản cháu sẽ báo lại việc này với chính quyền để giải quyết nói rồi anh bước qua chỗ thằng hạng đang ngồi vật dưới đất vì bị đánh bất ngờ báo đi thẳng lên cầu thang kéo cái phiên chèn cửa buồng nhốt mai già căn phòng tối loang loáng nhòe nhoẹt chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua cái ô cửa nhỏ xíu bằng hai bàn tay. Xung quanh phòng quần áo của cả nhà hàng treo khắp phòng, cái mùi quần áo cũ, nồng mùi chua của mồ hôi, nền sàn gỗ ẩm mốc làm tim báo như thắt lại. Mai, Mai ơi, anh báo đây. Mai đang ngồi co rúm ở góc phòng, búi tóc trên đầu bị tuột xuống xóa ra vai, vài sợi tóc nhỏ rơi xuống chán, xuống má bết lại theo nước mắt và mồ hôi khuôn mặt lo lắng và những giọt nước mắt của mai lăn xuống từ hôm qua cô đã tự nhủ không được khóc không được sợ hãi anh báo sẽ về cứu mình mình không chấp nhận làm vợ người mình không yêu mai nhớ lại ngày hôm qua nếu lúc đó mẹ không bảo mai mang cái áo mới thêu sang cho bà gống cần gấp thì mai đã không ra khỏi nhà buổi tối vì mai biết ở bản vẫn duy trì tục bắt vợ mà báo đã kể cho mai nhiều câu chuyện của những người phụ nữ nơi đây dù họ có cố vùng vẫy thoát ra giống như con thú rừng bị dính bẫy như chuồn chuồn mắc vào tơ nhện như cá bị vào giỏ nhưng không thể nào thoát ra được mà chấp nhận số phận phải làm vợ người mình không thích làm ma nhà người mình không ưng mai cũng biết một số trai bản thích và nhăm nhe muốn bắt mình trong đó có hàng mỗi lần thấy mai đi chợ hay đi cõng nước ở suối với các cô các chị là anh ta lại túm tụm với bạn bè lại chỉ trỏ có lần còn chặn đường mai hỏi nhưng mai từ chối thẳng thừng khiến hàng bị bẽ mặt trước bạn bè vì vậy khi bị cái khăn trùm vào mặt mặc cho mai hết sức vùng vẫy như con cá chạch tìm mọi cách trườn xuống bùn nhưng sức con gái không lại được với sức của ba bốn người đàn ông cứ như thế dưới ánh trăng hiu hắt đầu tháng bóng đêm như đang quằn quại đau đớn mai thi thoảng lại gồng mình vùng vẫy nhưng càng cựa dây xiết càng chặt càng đau đớn hàng để Mai không chạy được còn đem dây quấn quanh tay cô. Chân cô khiến Mai chỉ biết gào khóc kêu cứu, nhưng đáp lại chỉ nghe tiếng bạt ngàn của cây cối và những làn gió thổi xì xào như đang kể câu chuyện xưa cũ của những người con gái bị bắt làm vợ bao đời nay và bế tắc, không lối thoát. Khi bị nhốt vào căn phòng tối, ẩm mốc, Mai đã tự nhủ phải thật bình tĩnh, mình không được khóc và cũng không chấp nhận hù tục vô lý này đang thiếp thiếp ngủ sau cả đêm thức trắng vì đề phòng hàng có thể lợi dụng đêm tối vào làm chuyện xấu nghe tiếng gọi mai giật mình tỉnh giấc và thu mình lại nơi góc phòng mai anh báo đây mai lúc này mai mới nhận ra báo cô chạy lại ôm chầm lấy anh khóc nức nở báo vỗ nhẹ vai mai an ủi rồi dắt tay cô đi ra đứng trên bậc thềm nhà hàng báo nhìn về phía mọi người đang đổ dồn về anh và mai anh tuyên bố tôi sẽ đưa mai về đừng có ai ngăn cản tôi bây giờ không còn như ngày trước, việc bắt vợ như vậy được coi là bắt cóc, tôi sẽ báo chính quyền. Nói rồi, báo nắm chặt tay Mai đi về nhà, bà Diêu chỉ biết đi đằng sau vừa đi vừa than. Mày làm thế là không được báo ơi, cái Mai có bước qua cửa nhà thằng Hàng rồi, nó là vợ thằng Hàng rồi, chết cũng phải làm ma nhà thằng Hàng đấy. Chả có vợ ai hay ma nhà ai hết, con không đồng ý, mày làm thế kia mai sau này làm sao lấy được chồng nữa, con lấy, mày điên rồi báo ơi giữa cái nắng chưa hè oi bức, không khí trong căn nhà càng ngột ngạt như bị nhốt trong cây biêu, ống nứa. Ông xúa dựa vào cột nhà, hít một hơi thuốc, làn khói trắng bồng bềnh nhẹ tênh bay lên rồi tan vào không khí. Tiếng cằn nhằn của bà Diêu vẫn không ngừng, tiếng mai khóc thút thít trong phòng, mồ hôi chảy lằn từng giọt trên trán và tấm lưng trần của báo. Sự rắn giỏi và kiên nghị trong đôi mắt của báo cũng làm ông xúa hiểu lời của con trai mình. Nó không phải chỉ nói ra như con bướm đến đậu vào hoa rồi rời đi. Từ cách đây 2,3 năm, nhìn Báo và Mai bên nhau ông đã thương cho đôi trẻ. Cái Mai lạc mẹ, được ông đưa về nuôi mà không đắn đo suy nghĩ, nhưng đã nhận làm con gái. Giờ nếu tác thành cho chúng nó thì dân bản sẽ chê cười, rồi đồn đoán lúc đó sao ngẩng mặt lên được với bản. Cả nhà không ai nói với ai câu nào, mỗi người một suy nghĩ. Bỗng ngoài sân có tiếng gọi của hàng, thằng báo mau ra đây, Mày dám dắt kim mai về là mày làm trái với quy định của bản. Mày trả vợ lại cho tao. Báo nghe tiếng hàng liền cầm con dao đeo bên hông đi ra ngoài. Ông xúa vội đứng chặn ngang cửa. Báo, nếu mày định đánh nhau thì đi vào nhà. Nhưng con không để nó sỉ nhục mai như vậy. Mày để tao ra nói chuyện với nó. Nhìn hàng mặt đỏ phừng phừng. Trên tay vẫn cầm chai rượu uống dở. Mấy đứa bạn đi cùng mặt cũng đỏ lựng như hoa chuối trên rừng. Như quả dâu ra trong vườn ông xúa liền nhẹ giọng nhắc nhở chúng mày về nhà đi uống rượu làm cái đầu không suy nghĩ đúng cái tay làm việc không chuẩn cái chân đi cũng được nữa rồi chúng mày đều là trai bản khỏe mạnh như con hổ con báo thì để sức ấy mà lên nương trồng thảo quả trồng ngô đẽo lại cái cây dựng lại cái cột nhà làm xong những việc ấy con gái bạn nó khắc theo đầy như đàn kiến tha mồi như ong theo đàn lấy mật việc gì phải mất công đi bắt vợ nhưng tôi thích con gái ông xúa Tôi đã bắt được cái mai bước qua cửa nhà tôi rồi, sao thằng báo dám phá thế chứ? Nó định làm con hổ, còn báo dọa người sao? Nhưng cái mai nhà tao không ưng mày, nên mày đi về đi. Hàng nghe ông xúa nói vẫn không chịu, định chạy lên nhà thì va phải thân hình lừng lững của Báo đứng chặn, Báo nói: "Nếu mày không chịu về thì đừng trách tao." Hàng đang sẵn men rượu trong người định xông lên lao về phía Báo, bỗng có tiếng còi và tiếng nói to vọng lại. Anh Hàng định đánh người à? việc anh bắt vợ như vậy là không đúng. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền ở bản rồi mà. Tục lệ này cần bỏ đi, làm vậy là bắt người, là vi phạm pháp luật đấy. Tôi cũng đã nhắc nhở ông pho trưởng bản rồi. Nếu còn để xảy ra việc bắt vợ rồi đánh nhau như vậy, chúng tôi sẽ xử lý theo vi phạm pháp luật đấy. Tiếng anh minh công an xã khiến hàng đang hùng hổ như con trâu được ngứa sừng muốn hút cũng phải dừng lại. Hàng bực tức cùng mấy đứa con trai gườm gườm nhìn báo loạng choạng khoác vai nhau đi về anh minh công an xã đến ngồi lại nói với báo còn báo mày cũng phải bình tĩnh có gì báo chính quyền các anh sẽ đứng ra giải quyết chứ cũng đừng hùng hổ như thằng hàng đánh nhau rồi xảy ra việc gì thì hối hận không kịp đâu ông Súa cũng nói với báo anh minh nói đúng đấy mày đánh nó là mày sai đấy báo vâng ạ à, em hiểu rồi báo ngồi xuống lại nói chuyện cùng anh minh và ông Súa, vì mọi người cũng đoán thằng hàng vẫn hậm hực lắm cần làm cho nó hiểu để không đến nhà gây sự nữa. Đêm xuống, không gian tĩnh mịch thi thoảng nghe tiếng cú đêm, tiếng con hoãng gọi bạn trên rừng, gió thổi nhẹ nhẹ, mùi hương hoa trầu bay qua vách, len lỏi vào trong nhà. Mai muốn đi ra ngoài bếp chỗ báo ngồi, muốn ngồi lại bên anh và nói về những câu chuyện tương lai vui vẻ như những ngày trước. Nhưng Mai cũng sợ những tục lệ ở đây sẽ ràng buộc Mai và Báo, sẽ ngăn cản họ bên nhau, nghĩ đến những điều xảy ra với mình chuyện mẹ bỏ lại giữa chợ, chuyện cô bị hàng bắt làm vợ mai lại chảy nước mắt mà thút thít khóc, tiếng thở dài của bà diêu trong phòng như níu chân mai lại, cô sợ. Tiếng gà gáy gọi ông trời dậy, mùa hè mới sáng sớm đã oi, mai dậy nấu cơm để báo ăn rồi xuống trường học, ông xúa đã hiểu tâm ý của hai con. Nhưng còn mắc ở trong lòng vì bà Diêu cứ khóc mãi, đang miên man trong dòng suy nghĩ là làm cách nào để thuận cho cả gia đình ông lẫn người dân trong bản tiếng anh hòa công an xã đã nói oang oang ở sân áo ơi mày xuống trường chưa áo khóa cái áo chạy xuống sân em chuẩn bị đi có việc gì vậy anh tối qua anh với ông pho trưởng bản đã sang nhà thằng hàng gặp bố mẹ nó và nó để nói chuyện rồi cả nhà nó hiểu chuyện rồi nhưng nó vẫn có vẻ hậm hực anh cũng đã nói với nó nếu còn để xảy ra chuyện này lần nữa là sẽ bắt lên xã cho đi tù đấy còn mày nữa thấy nó cũng không được trêu chọc Đánh nhau đâu đấy? Vâng, anh cũng biết tính em không thích gây sự với ai mà. Hôm qua chỉ vì... Vì... Vì mày thích cái mai em mày há. Anh... Sao anh lại nói thế ạ? À? Anh Hòa... Vỗ vai báo. Nhìn ánh mắt của kẻ si tình khác người bình thường lắm thằng em ạ. À. Anh cũng từng trải qua nên nhìn cái biết ngay. Báo nghe anh Hòa nói gãi gãi đầu cười. Nhưng chúng em đều sợ dân bản nói là làm điều không đúng anh ạ. À. Chúng mày có phải anh em ruột đâu? cả bản này biết mà bố mẹ mày cũng là người tốt nhận nuôi cái mai khi nó bị bỏ rơi nhưng giờ chúng mày còn trẻ lo mà học đi đã học về rồi tính nếu thật lòng thì lo gì vâng em cũng tính sang năm em đi học về em có cái nghề kiếm ra tiền rồi em sẽ nói với bố mẹ cho chúng em cưới nhau ờ ừ, thôi giờ cứ an tâm đi học anh nghĩ thằng hàng cũng không dám quấy quá đâu mà hôm trước anh đi họp dưới huyện cũng nghe đâu có người đi tìm người nhà đi lạc để anh hỏi lại biết đâu lại là người nhà cái mai vậy ạ à, vậy thì tốt quá anh hỏi cho em nhé mai mà tìm được người nhà chắc sẽ vui lắm ừ có gì anh tìm hiểu rồi báo lại bữa cơm hôm đó báo mạnh dạn nói về tương lai về dự định của mình mặc dù không nói thẳng ra là người vợ trong câu chuyện về gia đình nhỏ ấy của anh là mai nhưng ánh mắt báo và nụ cười của mai đã cho thấy niềm tin của họ Ông Súa và bà Diệu cũng đồng tình về tương lai, về công việc mà báo nói đến, chuyện con trai ông bà với kiếm mai, ông bà cũng sẽ không nói gì nữa. Trong thâm tâm, ông bà thật lòng yêu thương mai, cũng không muốn mai phải rời xa ngôi nhà này. Dù sau này, có thể một ngày nào đó, mai sẽ tìm được lại gia đình của mình thì ông bà cũng không nỡ rời xa cô, chỉ khi cô muốn rời đi thì ông bà sẽ không thể giữ lại. Bữa cơm hôm đó cả gia đình quây quần vui vẻ tiếng cười nói về tương lai bản nhỏ hôm đó cũng như bừng sáng hơn mai đưa báo ra đầu bản để anh bắt xe đi xuống trường cái nắm tay của báo làm cho mai tin tưởng về tương lai về hạnh phúc đơn giản mà cô mong muốn dù sau này có tìm được lại gia đình thì mai cũng không rời xa mảnh đất này vì nơi đây là máu thịt là nơi tình yêu của mai từ bông hoa của bản đã nảy nở chờ ngày kết trái Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Nghệ sĩ vi tính, tác giả Đỗ Xuân Thu. Thấm thoát, Nga về cơ quan hội văn nghệ này đã được 3 năm, đang ở công ty in, từ giai cấp công nhân, nga một bước trở thành văn nghệ sĩ. Ấy là bên ngoài người ta nghĩ thế, thì cứ nhìn vào cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cả giờ giấc làm việc của hai cơ quan này thì biết, chỉ nguyên việc mặc thôi đã thấy nga lột xác rồi ở công ty in, suốt ngày Nga và mọi người phải đóng bộ bảo hộ lao động, tất cả đồng phục màu xanh, áo bu rông túi ngực hai bên, quần tây rộng thùng thình, chân đi giày ba ta trắng toát, đầu đội mũ le, tóc búi tết gọn gàng, trông cả cây như thế kẻ cũng oách ra phết, sang cơ quan mới, cái oách đó không còn nhưng bù lại, cái đẹp thì cứ dở dỡ hiện ra, đàn bà, con gái không cần oách, chỉ cần đẹp thôi, mà đẹp ngoài dáng và da da thì đẹp phải từ cách ăn mặc, cách trang điểm, khoản mặc ở cơ quan mới thì vô tư, váy ngắn, váy dài, xanh, đỏ, tím, vàng đều được tất, tha hồ khoe chân dài, ngực nở, tha hồ trưng một nọ, một kia, miễn là không quá hở hang, chọc vào mắt người ta là được, văn nghệ nó phải thế, thế mới là văn nghệ, công việc của Nga không có gì thay đổi, đánh máy chữ, mi sách, dàn đặt trang gọi theo từ chuyên môn là chế bản vi tính xuất bản sách khối lượng công việc ít hơn hẳn so với bên công ty in cả tháng hội chỉ có một số tạp chí dày tám chục trang thi thoảng thì làm thêm một vài cuốn sách của cơ quan mấy tập thơ tập truyện cho hội viên nga thoải mái thời gian lướt mạng hopping và đi du lịch nữa ở cơ quan văn nghệ này hay được đi giao lưu các tỉnh thâm nhập thực tế sáng tác lắm nga không biết sáng tác nhưng rất hay được đi cùng các văn nghệ sĩ vì nga đẹp ai chả thích cái đẹp huống hồ đây là các văn nghệ sĩ trả bù cho công ty cũ của nàng việc nhiều đủ các loại giấy tờ sổ sách hóa đơn bảng biểu cứ bù đầu tối mắt suốt ngày có hôm phải làm cả đêm vì hợp đồng in của khách rất gấp đã đa dạng chủng loại văn bản lại chẳng bao giờ có sẵn phần mềm nga cứ phải đánh máy kẻ biểu chế bản từ đầu. Ở hội văn nghệ thì khác, toàn chữ thôi. Các tác giả đa phần đều có USB, thư điện tử. Nga chỉ cần lôi ra, kéo xuống, dàn trang xếp đặt là xong. Thế mới nhàn. Chả thế mà mới có mấy tháng đầu chuyển về cơ quan mới. Nga trắng ra, sinh lên, điệu đảng hẳn. Bây giờ, Nga đẹp như diễn viên, người mẫu. Mặc dù nàng đã bước vào tuổi 35, nhiều người sững sờ khi gặp lại Nga dấu tích công nhân của Nga không còn nữa, ngoại trừ lúc nàng ngồi trước máy vi tính, tập trung cho chuyên môn. Cơ duyên Nga chuyển về cơ quan hội văn nghệ này cứ như là số phận được sắp đặt sẵn, nàng không hề chạy mà được ông chủ tịch hội giải thảm đón về. Số là, hàng tháng hội đều phải xuất bản một số tạp chí văn nghệ, nếu chủ động được khâu chế bản thì còn gì bằng, chẳng sợ sai sót, nhầm lẫn, chủ động tháo ra, tra vào thay đổi bài vở. Thế là cứ mỗi lần sang công ty in kiểm tra tiến độ làm tạp chí, ông chủ tịch hội lại bí mật tỉ tê, thuyết phục Nga. Ông vẽ ra một viễn cảnh thơ mộng, an nhàn, đi đây đi đó trước mắt nàng. Đến khi Nga nhận lời, lãnh đạo công ty in biết thì đã muộn, họ cố giữ Nga. Tay máy vi tính số một mà đi thì công ty in sẽ gặp khó khăn lắm. Lãnh đạo hội cố mời, được Nga về lo cho cái mảng chế bản tạp chí thì còn gì bằng, đẹp xinh giỏi giang chuyên môn vậy, lãnh đạo nào chả muốn. Chồng Nga là bộ đội cũng muốn cho nàng nhàn, chả gì cái tiếng văn nghệ sĩ cũng cao sang lắm chứ. Cũng là chế bản vi tính nhưng chế bản vi tính các tác phẩm văn học nghệ thuật vẫn oách hơn. Được lãnh đạo hội chiêu hiền đãi sĩ, được chồng ủng hộ, lại cả một số bạn bè khuyến khích thế là Nga nhất quyết ra đi, một bước trở thành văn nghệ sĩ. Ngỡ tưởng ở môi trường mới, Nga sẽ thay đổi tất cả. Nhưng không, nàng chỉ thay đổi cách ăn mặc cho hợp với cánh văn nghệ sĩ, còn từ công việc đến tính tình, từ điệu cười đến tiếng nói thì vẫn thế, hiền lành, nhỏ nhẹ, có phần tự ti khép mình nữa. Chính cái tính ấy đã tạo nên cái duyên thầm cho nàng, cánh nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhạc sĩ cứ xuống quanh nàng tìm cách tán tỉnh nàng mỗi khi có điều kiện. Chẳng hạn như tác phẩm của họ được lên trang tạp chí hoặc nhờ Nga đánh máy cho bản thảo nọ, ke lại cái ảnh kia, có ông nhà thơ làm cả chùm thơ tặng nàng hình bóng nàng lấp lánh cả trong từng câu chữ hay ông nhà văn nọ cũng lấy nga làm nguyên mẫu cho nhân vật chuyện ngắn của mình đáp lại nga chỉ cười ánh mắt nàng long lanh nàng giữ đúng mực với mọi người thế nên nàng càng có sức hút lớn với cánh mày râu phòng làm việc của nga ở tổng ba trong phòng là hệ thống máy vi tính máy in và máy photo lúc nào cửa phòng cũng đóng vì bật điều hòa cộng với chế độ bảo mật nữa nên rất ít người được vào phòng này cùng phòng với nga có hai người nữa cả hai đều nhiều tuổi hơn nàng tuy vậy nga có nghiệp vụ giỏi hơn chăm chỉ chín chắn hơn nên được lãnh đạo hội giao giữ chức trưởng phòng chế bản có tí chức sắc nhưng nàng vẫn khiêm tốn thủy mị trong điều hành công việc một điều trị hai điều trị chị khen cho em tấm ảnh này chị đánh máy cho em bạn thảo kia để em dàn trang Hai chị kia được lời như cởi tấm lòng răm rắp nghe Nga phân công. Nhiều khi, Nga còn làm thay, làm đỡ cho họ nữa để họ về sớm đi chợ, đón con. Nga cũng có con nhỏ nhưng may cho nàng có bố mẹ chồng nghỉ hưu tha hồ thời gian chăm sóc cháu. Thế nên, có khi hết giờ làm việc buổi chiều, nàng vẫn cặm cụi trước máy vi tính cho số tạp chí mới hoặc làm sách cho hội viên. Được cái, thời buổi công nghệ thông tin phát triển, bài vở của hội viên, cộng tác viên đa phần là họ gửi qua thư điện tử hoặc đem usb tới bộ phận chế bản chỉ việc lấy ra để đặt trang tuy vậy nhiều người ở vùng sâu vùng xa vẫn gửi bài vở viết tay đến tòa soạn do đó bộ phận của nga vẫn phải lóc cóc đánh máy bản thảo điều quan trọng nhất của việc chế bản là phải trung thành chính xác với bản mà sếp đã duyệt văn chương chữ nghĩa không thể đùa được sẩy chân thì dễ sẩy miệng thì khó sảnh chữ lại càng khó hơn, nhầm lẫn sai sót là mất nghiệp. Xếp duyệt thế nào thì đánh máy thế đó. Tuy vậy, có những chỗ nghi hoặc vẫn phải hỏi xếp lại cho chắc chắn, chữ y nguyên quá nhiều khi lại hỏng. Ngà nhớ đời khi còn ở công ty in, hai lần tạp chí in ra rồi phải đình lại để sửa. Lần thứ nhất, khi ông chủ tịch hội vào kiểm tra để nhận sách thì phát hiện thừa ra hẳn một câu văn, thiếu hẳn một cái minh họa. Câu văn đó là chỗ này chật quá không cho minh họa được kiểm tra bản bông thì đúng có câu này thật người sửa morat viết câu đó rồi ngoằng vòng tròn kéo mũi tên chỉ vào chỗ để đặt minh họa thế là anh em chỉnh sửa đúng theo người sửa morat rõ là thừa chữ thiếu hình lần thứ hai liên quan đến một bài viết phê bình tác phẩm văn học người sửa morat ghi yêu cầu chuyển hết chữ y thành đồng chí không thể xưng hô miệt thị thế được rút kinh nghiệm lần trước lần này anh em không đánh máy câu văn này của sếp nữa chỉ chuyển từ đúng theo ý kiến chỉ đạo xếp phê tạp chí ra phát hành xuân sẻ mấy ngày sau ông tác giả bài viết đó cầm cuốn tạp chí lên thằng phòng tổng biên tập sừng sộ các ông sửa bài của tôi thế này mà được à nói đoạn ông chìa một trang tạp chí ra và gõ gõ vào chỗ đã gạch chân tổng biên tập đón quyền tạp chí và đọc lại được một đoạn ông ngẩng đầu nói với tác giả có gì đâu mà đồng chí cật vấn chúng tôi bài của đồng chí gọi tác giả kia là y, chúng tôi sửa lại là đồng chí cho nó đúng tính chất và văn hóa tranh luận, thế là làm đẹp cho đồng chí chứ. Tác giả kia rằng vội tờ báo và chỉ vào đoạn dưới, đây này, ông đọc kỹ đoạn này đi thì biết. Tổng biên tập sửa lại kính và đọc, đồng chí trước đây công tác trong ngành đồng chí, vì thế, đồng chí như rằng kiểu phê bình của đồng chí mang đậm chất châm chọc, mổ xẻ, hơn nữa việc sử dụng đồng chí xì phóc đoạn văn của người khác mà không chú thích chứng tỏ đồng chí là một kẻ đạo văn kiểm tra lại bản thảo thì nguyên văn nó thế này y trước đây công tác trong ngành y vì thế y như rằng kiểu phê bình của y mang đậm chất châm chọc mổ xẻ hơn nữa việc sử dụng y xì phóc đoạn văn của người khác mà không chú thích chứng tỏ y là một kẻ đạo văn may mà bút phê của tổng biên tập nếu không thì nói vậy để biết nghiệp chế bản của Nga là phải trung thành với bản thảo đã được duyệt nhưng đôi lúc những chỗ ngờ vực cũng phải báo cáo lại xếp để kịp thời điều chỉnh. Khi Nga ngồi trước màn hình, nàng tập trung hết cho công việc, mười ngón tay thon dài của nàng như múa trên bàn phím, ngón nào phím ấy, cấm có nhầm lẫn, trồng chéo nhau bao giờ, căn phòng lặng phắc, chỉ còn tiếng lách cách reo, có cảm tưởng như nàng đang lướt trên phím đàn piano vậy, nếu có người bên cạnh, đang dở câu chuyện nàng vẫn vừa gõ máy vừa chuyện trò cười nói vô tư ấy thế mà không nhầm lẫn mấy tài chứ cứ hết một đoạn văn ngắn nàng lại dịch cái thước kẻ chèn trên trang bản thảo tiếp tục gõ máy còn khi nàng dê chuột giàn trang mi sách thì màn hình biến hóa như phù thủy vừa đấy nhoằng cái đã lại ra ảnh ra hình phân lô lên luống trông thật thích mắt mấy bác hội viên già tròn mắt trước tài nghệ của nàng gọi nàng là nghệ sĩ vi tính Chả thế mà ông chủ tịch hội cũ nay truyền làm xếp của cơ quan mới mỗi lần về hội bao giờ cũng thích ngồi vi tính ôm với nàng một lát rồi mới đi. Ông khoái cái cách nàng phiêu diêu lên đồng trước màn hình vi tính lắm, thì dẻo tay, hay mắt như thế ai chả mê. Quang dùng mình, cổ họng anh nghẹn đắng. Anh biết, vợ chồng dụy phải hao tổn biết bao nhiêu là công sức, tiền của để lo chữa chạy cho mình, chữa chạy cho con xong không kết quả gì, thuốc thang, cầu cúng, đủ cả càng lớn con bé càng đập phá kêu gào lung tung nhiều hôm nó bỏ xuống ao ngồi trầm mình giữa đống bèo cả nhà tá hỏa đi tìm mãi mới thấy bất đắc dĩ vợ chồng dụy phải lấy xích xích nó lại như vậy cũng chưa yên họ phải làm cũi nhốt nó ấy vậy mà đâu có được miệng nó gào khóc kêu la chân tay nó cắn xé cào cấu nhiều đêm nó rú lên như chó hoang nó xé mảnh chiếu trong cũi nhai ngấu nghiến bỏ manh chiếu đó đi thì nó xé quần áo đút vào miệng nhai nhồm nhòm. Ai đến gần thì mắt nó long lên dữ tợn, miệng gừ gừ gào gào như chó mèo tranh nhau ăn. Hết quần áo, nó tồng ngồng rứt tóc, bẻ móng tay để ăn. Vợ chồng Duy chỉ còn nước nhìn con mà kêu trời, kêu chán, khóc chán, khóc đến khô dòng lệ. Nước mắt chảy vào trong khiến cho vợ chồng anh gầy dọc hẳn đi, sơ xác trước nỗi đau dai dẳng của kiếp người, của nà đội nón ra đi họ đành phó mặc buông xuôi. Đánh máy đoạn văn này của ông thương binh khải, Nga dùng mình. Sao mà tả ghê giận thế không biết, bị bom Napan hồi ở chiến trường miền Nam, cổ và mặt ông khải cháy xém nhăn nhúm, chẳng chịt sẹo, nhìn bộ dạng ông gớm ghiếc, trẻ con có đứa khóc thét, tay phải ông cụt tới gần nách, bàn tay trái còn ba ngón co quắp, cũng rúm gió sẹo. Hôm ông Khải cầm tập bản thảo dày cộp tới hội, gặp ông chủ tịch đặt vấn đề nhờ hội xuất bản cuốn tiểu thuyết ai cũng sững sờ trông người như thế cột tay như thế mà vẫn viết cả ngàn trang thế này thì quả thực một nghị lực phi thường mà ông có phải hội viên đâu cơ chứ ông chỉ là người mê văn chương thôi ông bảo cả đời ông ôm ấp mộng văn chương hồi trẻ thì ở chiến trường bị thương gia quân thì sức tàn lực kiệt về nhà buồn ông lại hí hoáy tập viết đúng là tập viết cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Ba ngón tay trái co quắp cầm cây bút lóng nga lóng ngóng, vết thương cũ khi trái nắng trở trời đã hành hạ ông, làm ông nhiều lần nản chí định bỏ cuộc. Sau rồi, gắng gượng, ông cố viết được cái này, nhờ hội văn nghệ tỉnh giúp đỡ, thế là nga được ông chủ tịch hội giao cho việc hoàn chỉnh bản thảo để xuất bản cuốn sách đi qua chiến tranh của ông. Nga đánh vật với tập bản thảo này, do viết bằng tay trái, lại chỉ có ba ngón nên chữ của ông Khải rất nguệch ngoạc, vừa gõ máy Nga vừa phải luận từng câu chữ, có trang tẩy xóa, gạch chéo, gạch ngang nhằng nhịt. Nga đành chừa ra để đợi gặp ông Khải hỏi lại thêm cho rõ. Nhiều hôm, ông phải ngồi đọc để Nga gõ máy. Nhớ hôm rồi, hai chú cháu đang mải miết làm như thế thì ông Khải có điện thoại. Người nhà bảo ông phải về ngay. Thoáng thất sắc, ông lầm nhầm, chắc con bé lại lên cơn rồi. Ông chạy vội ra dắt chiếc xe đạp của mình thì xe lại bị xẹp lốc. Nga bảo ông lấy xe nàng về nhưng ông lại không biết đi xe máy. Nga quyết đèo ông Khải về. Không còn cách nào khác, ông đành làm theo Nga như một cái máy. Hai chú cháu rời cơ quan, theo hướng tay ông chỉ phóng vù xe đi. Nhà ông Khải ở sâu trong xóm, ngóc Nga ngóc ngách mãi mới tới. Xuống xe, ông Khải tất tưởi chạy vào nhà, dựng xe, tắt máy xong, Nga cũng chạy theo ông. Căn nhà ba gian lá cọ tuỳnh toàn, đồ đạc hầu như không có thứ gì có giá trị mọi người đang xúm quanh cái giường gian bên ông khải và nga rẽ họ tiến đến trên giường một bé gái không thể đoán được tuổi đang co quắp đầu nó to như quả bí ngô đặt ở giữa giường bụng nó bé bẹp rúm dính tận lưng như cái mo cau hai chân nó bé tí như que tăm cắm vào cái mo cau ấy nó đạp đạp xoay xoay do cái đầu quá to và nặng ghim ở giữa giường nên tự nhiên biến thành tâm điểm thành cái chân cố định của chiếc compa để hai cái chân tăm kia quay vòng tròn xung quanh nó. Từ miệng nó, rớt rãi bầy nhảy chảy ra ướt má, đôi mắt nó lồi to, trắng rã, miệng nó kêu a à, a à không ngớt, nó bị di chứng chất độc da cam từ ông Khải, nhìn nó, nga nghẹn ngào khóc không thành tiếng, khóc mà không chắt ra được giọt nước mắt nào, ruột gan nga như dao cắt, không ngờ chú ấy lại khổ đến nhường vậy sau khi được ông khải cho uống liều thuốc an thần nó nằm im thở dốc mắt nó thao láo nhìn mọi người ông khải nói với nga hồi trước cháu nó còn chạy nhảy lung tung cắn phá đủ thứ vợ chồng tôi phải xích cháu như xích chó đấy đến giờ nó thuần hơn thì người lại teo lại không đi được cứ nằm thế này thôi cô ạ à. nga nén tiếng thở dài thảo nào những trang văn của chú ấy lại đau thương đến vậy tưởng hư cấu nào ngờ chú ấy viết ra từ chính cuộc đời của mình Đêm ấy, Nga thao thức mãi không sao ngủ được, hình ảnh bố con chú Khải cứ ám ảnh mãi, đến khi chợp mắt thì được thì bỗng đâu hiện lên cả sư đoàn chữ nghĩa, đủ các binh chủng rùng rùng di chuyển, đi đầu là chú Khải, quần áo chú ấy sạm khói thuốc súng, chú vung tay, cầm lá cờ đỏ hô vang chỉ huy đoàn quân, đạn lửa bắn chiêu chiếu, chát chúa, máy bay, xe tăng gầm rít, quần thảo, khói bom đạn cay xè, khét lẹt sư đoàn chữ nghĩa của chú Khải vẫn sông lên. Bất ngờ, một quả bom nổ tung chặn ngay trước mặt chú Khải. Quần lửa bùng lên trùm kín chỗ chú đứng. Sau đó thì một loạt đứa bé dị dạng, đầu to, chân bé, mắt lồi như con chú Khải lúc ban chiều tràn lên. Nga hoảng quá co càng chạy. Vừa chạy Nga vừa gọi chú Khải. Càng chạy, lũ trẻ càng đuổi rát sau lưng. Nga vấp vào cái màn hình vi tính ngã sóng xoài. Nàng ú ớ tỉnh giấc. Mãi sau nàng mới biết vừa qua một cơn ác mộng. Sau hôm về nhà ông Khải, Nga càng kính phục ông ấy hơn, nàng báo cáo lãnh đạo hội về gia cảnh ông Khải và đề nghị hội giúp đỡ kinh phí, nguồn lực để ông Khải ra đời được cuốn sách theo ý nguyện. Bản thảo xong, các ban chuyên môn thẩm định, chuyển nhà xuất bản xin giấy phép. Có giấy phép, Nga cho dàn trang, ra bông. Nàng điện cho ông Khải lên đọc bản bông cùng sửa màu rát ông Khải xúc động lắm đứa con tinh thần của ông đang hiện rõ hình hài Ngà hướng dẫn ông các ký hiệu sửa bông muốn chữ hoa thì gạch chân hai vạch muốn nghiêng thì một vạch muốn xóa thì gạch chính giữa chữ định xóa muốn bỏ thì đánh dấu kéo ra ngoài ngoằng thêm ký hiệu như thế này chú ạ à. ông khải tiếp thu khá nhanh mọi người cùng ông soát xét bản bông lần cuối để ra can bình bản và in ấn ông khải bảo nếu không có hội văn nghệ và cô nga thì biết bao giờ cho tôi ra được cuốn sách này cảm ơn các vị nhiều lắm. Trong những ngày đợi sách ra, ông Khải bồn chồn. Ngày nào ông cũng đến cơ quan hội, đến chỉ để hỏi xem tiến độ in sách đến đâu rồi. Hỏi xong thì ông lại về, dáng điệu rất vội vã. Nhà ông cách hội hơn chục cây số mà ngày nào ông cũng đoảng qua hội cũng chỉ có việc ấy. Ông bảo ông không muốn điện thoại vì sợ phiền mọi người, với lại đến nghe ngóng thực tế vẫn hơn. Biết đâu, sách về thì sao? Bắn đi cả tuần không thấy ông Khải đến cơ quan nữa mọi người cảm thấy lạ hỏi nhau có thấy ông khải đến không rồi sáng sớm hôm ấy đúng lúc nga định điện báo cho ông khải là sách đã in xong thì điện thoại của ông gọi đến ông nghẹn ngào nói cháu vân nó mất rồi cô ơi rồi bỏ máy nga sững sờ gọi lại chỉ có tiếng tút tút kéo dài nàng báo cáo lãnh đạo hội ông chủ tịch hội liền cử người đi nhận sách và cho người đến hỏi thăm khi biết chính xác con ông khải mất ông tổ chức đoàn đến thăm viếng Ông bảo Nga mang theo trục cuốn đi qua chiến tranh cùng với vòng hoa và lễ viếng. Không khí tang lễ u buồn, đau thương, mọi người xuống quanh chiếc quan tài con con đặt giữa nhà. Khói hương nghi ngút, ông Khải xúc động nghẹn ngào đón đoàn của hội văn nghệ tỉnh. Khi biết sách của mình đã ra, khuôn mặt ông giãn ra một tí, nắm chặt tay ông chủ tịch hội và Nga, ông Khải lắc lắc tay mãi cảm ơn, rồi ông xé bọc sách ra, cầm lấy một quyển đặt lên nóc chiếc quan tài. Ông nức nghẹn, nói trong làn hương khói, Vân ơi, con ơi, sách của bố ra rồi đây con ơi, cuốn sách mà bố ngày đêm chăm con, vừa viết vừa kể cho con nghe chuyện chiến trường của bố đã xong rồi đây con ơi, ới Vân ơi là Vân ơi, sao con không cố lấy ít ngày nữa đợi sách của bố về rồi hãy đi mà vội vã bỏ bố, bỏ mẹ, bỏ mọi người để đi thế này hả con, hai năm năm tuổi đời mà con vẫn chẳng được làm người sao ông trời lại bắt tội con đến vậy? Ôi giời ơi là giời, ới con ơi là con ơi. Bàn tay trái ông Khải run run cầm quyển sách, cái mỏm cụt bên tay phải ngọ ngoại. Khuôn mặt ông vốn đã dị dạng rồi giờ khóc trong đau đớn lại càng dị dạng hơn. Ông khóc tổ tổ như một đứa trẻ. Cả đám tang không ai cầm nổi được nước mắt. Chỗ này, chỗ kia vang lên tiếng sụt xịt, nấc nghẹn. Nga gục đầu vào vai chị cùng phòng nức nở. Sau đám tang con ông Khải về, Nga ngồi thử trước màn hình vi tính. Xung quanh cô là những thùng sách của ông Khải. Mấy chục cuốn đi qua chiến tranh để ngoài thơm phức, bìa sáng choang như chân chân nhìn Nga. Trên bìa, hàng rào dây thép gai, chiếc xe tăng đứt xích, gục nòng pháo bên cạnh cái hố bom đen ngòm nổi bật lên, sâu hun hút. Phía trên là đôi chim bồ câu trắng hình như cũng đang động cựa để bay lên cả sư đoàn chữ nghĩa bên trong đó cũng đang rùng rùng chuyển động. Đứa con tinh thần của ông Khải thật sự bước vào đời. Nga cứ ngồi như thế với cuốn tiểu thuyết đi qua chiến tranh cầm trên tay. Ngoài kia nắng thu vàng rực rỡ và tiếng chim đua nhau hót véo von. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Cuộc đời không bán được, tác giả, Trúc Phương. Ông già ngồi trên chiếc ghế bố làm bằng mảnh bao phía dưới bóng cây đa lão trụ sở của hội những người bán máu kia, sinh năm 1919, tròn 82 tuổi. Mái tóc quá lứa của ông vàng cháy màu khói ướt, đôi mắt sâu hoắm với hai con người nhờ ố, lần khuất trong cái màu xám đục nhợt xỉn của chồng trắng, hai cái má hóp sâu, hàm dâu hoang dã xoắn cuộn rồi găm chệch vào vòm cổ như một cái lưỡi búa bị hoen gì. Thoạt nhìn, ông như người cõi âm đang can trường nhận chịu sự đọa đầy của âm binh dưới hòa ngục vì món nợ tiền kiếp, nơi gương mặt khô chót hẳn sâu những vết cắt của thời gian và sự nhọc nhằn, cả sự tàn nhẫn của số phận. Ông hiển hiện như người đi lạc từ thế giới nào đến đây giữa cái phố thị ồn ã, chật cứng những mối quan hệ mua bán văn minh này. Người ta gọi ông là ông Tám Ô. Có lẽ bởi cái thẻ đeo trước ngực được bệnh viện tỉnh cấp ghi hẳn ông là người thuộc nhóm máu ô. Ông hành nghề này từ sau cái Tết Mậu Thân 1968, tưởng là thất cơ lỡ vận, bán đỡ một vài lần cho qua cơn thắt ngặt rồi thôi. Nào ngờ việc ấy lại thành nghề kiếm sống của ông từ bấy giờ đến nay. 33 năm bán máu, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Câu nói của người xưa sao mà nghe đau trong lòng. Ông Tám ô đứng dậy rời ghế bố, chắp tay sau đít, ngóng mắt ra đường khi có người nào đi ngang con hẻm, có người vừa được xe ôm đổ xuống. Ông lón nhón bước theo người phụ nữ hớt hải tìm một người nào đó. Cô ơi, cô có mua máu, mua dùm tôi. Người phụ nữ dừng chân nhìn ông từ đầu đến chân rồi lắc đầu. Tôi cần máu tốt, máu thanh niên. Có đây, tôi có máu A đây chị một gã thanh niên sang sái chạy tới kéo thẻ trên miệng túi khoe với khách hàng. Tôi cần máu ô ô. Thưa cô, tôi tôi máu ô đây không tin cô cứ nhìn lên thẻ của tôi ông già kia lại ghế bố mà ngồi ai kêu ông dành khách của tôi chị máu ô thanh niên chị vào đây có ngay cô cô từ hồi sáng đến giờ không được mối nào mặt ông già choắt lại trong màu nắng nhạt ông khổ sở dê bước đến chiếc ghế bố cũ rồi không yên trong lòng ông lại dò dẫm đi về cái lò ổ chuột nằm khuất sau gốc đa cổ thụ để thăm thằng cháu cố trên ghế bố còn lại tấm biển làm bằng giấy các tông, ngoằn ngoèo nét chữ, tại đây có bán máu. Ông già vừa đi khỏi thì một tay cỏ bán máu có hình dáng nhấp nhúa không kém tay bụi đời đã nhanh nhậu úp cái bảng hiệu tội nghiệp của ông lại. Giả hết máu rồi mà cũng đòi bán. Máu ông bây giờ còn thua máu cá. Bán với buôn cái gì? Gã đàn ông biếu môi nói với người phụ nữ vừa đẩy xe hốt rác đi qua, rồi quay phát ra ngoài khi có chiếc xe ôm dừng lại. a à, e có không, hai sĩ có ngay đại ca, trả tiền cỏ hai bữa trước luôn nghe cha đại ca yên trí, đàn em chơi đẹp mà biết điều vậy là tốt, không thì tụi tao dắt mối cho bọn ngoại khoa hết ấy, đại ca đừng chấp vạ cho tụi em, đại ca chờ em chút, thoát cái, gã cỏ đã dẫn ra cho anh lái xe ôm một người đàn ông ho khù khụ, mặt nhợt. Tối như thịt cá nhám đông lạnh và một người đàn bà mặt xám xanh bùng như người có bệnh hậu sản chiếc xe Suzuki dồ ga chở hai người bán máu đến bệnh viện, bỏ lại phía sau cái cười đắc thắng của tên cò và khuôn mặt méo mó khắc khổ của ông già vừa chạy ra đầu hẻm đứng trông theo. Sao chú đối xử với tôi như vậy? Chú thòn, tôi cần tiền để lo cho thằng cháu cố của tôi. Nó sắp chết. Ông già kia ăn nói cho đàng hoàng không thì khổ thân. Ông biết bãi này là của tụi tôi chứ? Biết, nhưng dân trong nghề, mong chú thông cảm ở bãi đa khoa tôi cũng đã mất mối hết trơn rồi mất là phải ông định lừa người ta hoài đó chắc máu ông là máu cá ông biết không chú nói quá lời với già tội chết cực chẳng đã tôi mới làm nghề này cùng cảnh chú biết mà tôi muốn chú nhường cho tôi một mối kiếm tiền mua cho cháu mũi thuốc tôi xin chú cái mặt trai của tên cỏ máu hóa ra cũng còn có chút để nhìn sau cái nhíu mày hiếm khi có được của hắn dáng chờ bây giờ đến tối có tôi sẽ để cho. Nhưng nhớ, phải biết điều, đất này có chủ, biết chưa? Dạ, đội ơn chú. Ông Tám Ô lại chạy vào với thằng bé kêu ông bằng ông cố để báo với nó tin mừng. Sắp có mối rồi cuốn à. Ông sẽ mua thuốc cho con, sẽ mua cho con cái áo mới ăn Tết, một chiếc máy bay trực thăng như thằng cu tí. Dáng mà khỏe lại với ông. Thằng bị bệnh nhũn não, bác sĩ chê, không còn nói được, thường xuyên trong trạng thái hôn mê từ lâu đã không hé môi gọi nổi ông cố để ông nó vui, vừa trở mình chừng nghe được lời thâm tình của ông nó, từ đôi mắt khép hờ, vô cảm, mấy giọt nước mắt chầm chậm ứa ra, ông tám gật đầu, ừ, cháu của ông ngoan, rồi cháu sẽ uống sữa được, sẽ hết bệnh, sẽ đi học mẫu giáo như thằng cu tí, cu tèo, thằng cha con mẹ mày, ừ thôi, nhắc đến nó làm gì, nó tệ lắm đánh đòn nó vì cái tội bỏ cháu ông. Tan một phiên chợ máu, ông Tám vẫn chưa thấy một mối nào đến. Khi ghế bỏ trống trơn bên gốc đa già gần ngôi miếu hoang, ông già vét chút sữa cặn cho thằng cháu uống, dở tấm tá ra xem thằng bé có tiêu tiểu gì không. Đoạn ông vớ lấy mấy muỗng cơm nguội để dành từ trưa mớm vào miệng, cong người lại mà nuốt. Ông ân hận vì đã không giữ thằng cháu ở bệnh viện thêm ngày nào. Tiền đâu? Bây giờ ở bệnh viện mọi cái đều được tính bằng tiền mà ông cháu ông thì đã hưởng chế độ ưu tiên trừ 80 viện phí phải trả rồi. Muốn đòi nữa cũng đâu có chính sách cho riêng ông và cháu ông mãi được, mà máu thì có tuần bán được, có tuần không. Nhiều khi ế ẩm cả nửa tháng trời mới bán được một lần với 200 bạc, một mũi thuốc ngoại đặc trị cho thằng cháu đã hết trăm rưỡi, còn phải mua sữa, hột gà, rau cỏ để mà tái xuất ra máu, còn bao nhiêu là thứ đồ dùng, vật dụng cho đời sống nữa tất cả chỉ trông mong vào ba xị máu vị chi trong tháng của ông. Đã vậy, còn phải thăm vợ chồng thằng cháu cố đang thoi thóp gật gật, lắc lắc đầu như thể làm mặt lạ với tử thần hay từ chối một tiếng mời gọi nào đó từ giới âm ti. Ôi thằng cháu của ông, chẳng lẽ nào nó vắn số đến vậy? Lựa một điếu thuốc tàn, ông tám dứt miếng giấy báo quấn lại để hút cho qua cơn ghiền. Một đám hút chích trong ngôi miếu hoang đang lôi nách giật lưng nhau, ỏm tỏi tiếng chửi thề, văng tục có hai tên gầm gừ lao về phía ông, giọng vừa van xin vừa đe dọa. Bố già, cho mấy đồng để kiếm một liều đen coi, không thì liệu hồn. Thông cảm, bữa nay qua không bán được các em à má thằng cha già, biến cho khuất mắt đi. Lại tiếng la hét, tiếng gươm giáo, mã tấu chạm nhau xoang xoảng những tiếng còi, những tiếng rượt đuổi. Đang định vác ghế bố lánh nạn thì một chiếc xe ôm xả lại, thằng cỏ lác đâu, máu ô một xị, dạ có đây. Máu ô, già tám kéo thẻ trên ngực đưa cho tài xe ôm, tài xe ôm thỏ lõ mắt nhìn ông già, lắc đầu, thằng cỏ lác đâu, nó trốn rồi, tụi nó đang thanh toán nhau trong miếu hoang, cảnh sát tới đông lắm, lấy đỡ của ông già này đi, tội nghiệp ông, cả tuần nay không bán được, thôi lên xe, phải trả tôi phần tư nghe chưa, tội nghiệp tôi, chú, tôi có thằng cháu, tôi cũng có vợ con, ông ăn cơm thì cũng phải cho tôi hút cháo chớ không chịu thì thôi. Dạ, dạ thôi được. Cổng bệnh viện đang chật ních người. Có cả cảnh sát, thân chủ của ông Tám lôi sạch ông vào phòng cấp cứu. Ông được đặt lên giường. Ở bàn cấp cứu là một tên cướp vừa bị bắn trọng thương. Hắn ta cần có máu để được cứu sống theo yêu cầu của công an. Chưa đầy 5 phút đồng hồ mọi chuyện đã xong. Người ta đưa cho ông 200 ngàn và một túi đường, sữa gã xe ôm vừa chen vô đưa hai ngón tay qua vai người nhà của tên cướp kẹp lấy tờ giấy 50 ngàn từ bàn tay run rẩy của ông già. Người lao động thì tốt, người nghèo không phải ai cũng tốt, vẫn có chút máu trộm cướp trong người những kẻ lưu manh. Ông Tám ô sực nhớ đến lời giáo huấn của ông cán bộ quản giáo nói lúc ông đi thăm thằng cháu nội ở trong trại. Thay vì nằm nghỉ theo lời khuyên của y tá, ông Tám đập cái trứng gà nuốt trọng rồi xách túi đường, sữa chạy giết ra cửa hàng thuốc ngoài giờ. Xong, ông ghé tiệm bán đồ chơi trẻ con để mua chiếc máy bay trực thăng Trung Quốc cho thằng cháu cố. Rồi ông đi một mạch về với thằng cháu tội nghiệp của ông. Hai con mắt thằng bé lại có hai giọt nước mắt chầm chậm ứa ra khi ông cầm tay thằng bé lên, thỏ thẻ. Nè con, thằng cún của ông, ông mua máy bay trực thăng bay tè tè cho cún của ông đây. Nào, hết bệnh để con mặc áo đi học với thằng cu tí, cu tèo không biết thằng cún của ông cười hay ông đã tưởng tượng ra nụ cười của nó. Ông không biết rằng ông đang quan hệ với cún bằng tiềm thức, cái thế giới đáng yêu đầu đời của một con người đã chìm sâu trong cơn bạo bệnh mà theo bác sĩ, nó cũng được bắt đầu từ sự nghèo nàn lạc hậu và một chút không may của số phận. Ông ngả lưng xuống chiếc chiếu rách với cảm giác hài lòng về một buổi chiều kết thúc có hậu. Ông chập chờn được mấy chốc rồi sau đó lại thiêu thiêu nhớ tới ngày xưa. Ông cay đắng nghĩ rằng đời ông số kiếp ông, chỉ có che tàn mà không có măng mọc. Sau khi bảy viễn ra hàng ngô đình diệm, bình xuyên dần dần tan đàn sẻ nghé, hạ sĩ già tám đen mới trở thành tay em của dân anh chị cầu muối, sống lay lắt với phận sự của thằng bảo kê già cho mấy vựa cá chẳng được bao lâu thì tám đen bị hội đồng một trận thập tử nhất sinh. Nằm nhà thương thí sáu tháng trời mới lò dò về trốn cũ thì hỡi ơi, chả còn ma nào ra tay nghĩa hiệp theo đạo lý giang hồ. Mò vô cái gầm cầu khánh hội cũ tám đen may mắn gặp được một ả à gái điếm hết thời đang đi bán dạo xác thịt giả nua chai chóc của mình hai kẻ tàn đời trôi giạt vào nhau núm níu nhau vượt khỏi vũng đen của số phận đêm đầu họ tựa vào nhau vì ngoài trời mưa bão lạnh thấu xương đêm thứ hai ả à gái điếm đi đến khuya mới về chỗ trọ có cả hai cái bánh bao và một gói thuốc lá cô táp đến khuya sau cơn mưa ngập ngụa ả à hỏi tám đen Đằng ấy có ăn bánh không? Đằng này cho một cái. Cám ơn cô. Đằng ấy có hút thuốc không? Xin cô một điếu. Đằng ấy lấy mấy điếu mà hút. Đằng ấy có muốn làm kiếm cơm không? Cô giúp dùm đội ơn. Nghề hốt cầu lấy phân. Cô nói thiệt. Thật. Người ta mua về trồng rau, trồng bông. Chọn thì mai đi theo đằng này. Sau khi đi làm cái nghề tận số ấy, tám đen kiếm được chút đỉnh tiền cơm cháo qua ngày. Tháng sau thèm đàn bà nhưng thấy đồng tiền làm ra cực khổ quá, bụng thì cứ muốn nhưng cái đầu thì cứ sợ tốn tiền. Mãi đến một đêm khuya, lại vừa mới được khao một cái bánh bao, tám đen mon men thò tay đặt vào chỗ xuân tình của cô ả. À. Mọi chuyện chót lọt đến không ngờ. Mấy đêm sau, tay chân quen đường, tám đen lại dở tiếp trò cũ, chỉ tưởng chuyện êm xuôi. Nào hay tám đen sắp lên thiên đàng thì ả à, gái điếm tằng hắng, gắt giọng, chưa dứt giá mà đằng ấy cứ muốn ăn bánh mà không trả tiền hoài hà giá bao nhiêu mười đồng được tôi trả đủ cho cô tôi không bán một lần vậy chứ bán làm sao tôi bán chục có đầu như người ta bán xoài bán đu đủ vậy nghĩa là một trăm rưỡi cho một chục có đầu riêng lần trước là biếu không tôi làm sao mà có tiền mua nổi cho thiếu chịu trả góp chịu thì tính không thì xuống ngay ờ ừ, thì chịu nhưng bữa nay tôi chỉ có mười đồng một tháng sau chủ hãng phân chưa trả tiền Tám đen lại quen ăn mà không quen nhịn thèm, đêm cứ mò máy trằn trọc, thấy tám đen thao láo mắt nhìn, à điếm gặp lúc cũng ế ẩm, liền hạ giọng mở lời, đây cho thiếu, nhớ đừng quịt, tôi thề, tháng sau mới lãnh tiền, y đã ghé ngay xong bài, đứt chiến, à điếm đòi tiền, tám đen đau khổ lắc đầu, đã thế thằng xếp cầu ông lãnh còn ghen ngược tìm đến nện cho tám đen một trận nền thân, sẵn chớn tám đen trốn mất dạng tuần sau ả điếm lại lôi tên ăn quịt về ổ, tôi có bầu rồi, đằng ấy liệu mà lo, không thì em út đằng này nó khất nhượng xưa nay tôi có nghe ai vô nhà thổ mà có bầu đâu, đừng có gạt tôi, đây nè, sở vô coi, nó ba tháng rồi, tính từ cái đêm ăn bánh không trả tiền, cái bánh bao đó, nhớ không, xuồng bể trèo hư, giáp với nhau được khúc nào hay khúc đó, vậy mà thành chuyện thật, để cho tám đen một thằng con nhìn hoài không giống, ả à giang hồ vướng bệnh lao phổi, bảy năm sau qua đời, một trống, một giỏ dắt díu nhau làm thuê vác mướn khắp các ga xe lửa, bến tàu, bến hàng, năm thằng con 20 tuổi, bị bà bóng dỗi bỏ bùa mê, nó nặng nặc đòi giả tám đen làm lễ thú phạt, khỏi cưới, khỏi tốn tiền, đẻ được đứa con, bà bóng trúng gió hậu sản, cốt chủ không về phù hộ, bóng qua đời ở tuổi 30 thằng con trai oa oa dưới gầm cầu khánh hội kế thừa linh hồn ma quỷ âm binh theo đám du đãng cầu muối mấy lâu sau biệt tích giang hồ không thấy về cố quán nách thằng cháu nội còn đỏ hòn giả tám đen hồi đó về quê cũ những mong nuôi nó no nên người nào ngờ lúc chiến tranh đất nhão ra vì bom đạn già lại cõng thằng bé ra cái thị trấn nhỏ ven lộ đông dương mà sống thế rồi một ngày nọ trôi giạt đến cái thị trấn sầm uất đầy chật người tản cư già tám đen mới được giới thiệu đi bán máu lấy tiền trị liệu cho thằng cháu nhỏ. Đó là những ngày Tết Mậu Thân 1968, tưởng chỉ bán một hai lần khi thắt ngạt, ai rẻ chẳng còn cách gì để sống nữa. Ông trở thành người bán máu chuyên nghiệp để nuôi cháu nội từ ấy, thật là oan ương. Mẹ nuôi con bằng sữa, cha nuôi con bằng nước cơm, còn ông, ông nuôi cháu bằng máu. Một tháng đến ba bốn lần lấy máu, mỗi lần một xị một người bán rồi cả phố bán máu chiến tranh càng ác liệt máu bán càng đắt hàng rồi hòa bình nhận được vài lần cứu trợ giả tám đen bị quân quản phường điều tra lý lịch vì có vài người tố cáo hỏi ra mới biết giả tám đen bị buộc tội bán máu cứu sống nhiều tên lính ác ôn có nợ máu với nhân dân cộng với thành phần bất hảo trôi sông lạc chợ giả tám đen bị cưỡng bức đi kinh tế mới sau hai năm ăn củ sắn củ mài già tám bỏ thằng cháu vô thúng đội về Sài Gòn, vất vưởng ở các công viên, chợ người, kiếm việc làm mướn, đôi lúc phải đi xin cơm thừa cá cặn để hai ông cháu qua ngày. Rồi ông trở về thị xã ven sông với nghề bán máu như cái duyên nghiệp chớ chiêu này. Năm thằng cháu 29 tuổi, ông chút hết hầu bao dành dụ bao ngày để cưới cho nó con vợ cũng chẳng hơn gì con vợ thằng cha nó ngày xưa. Cô gái con bà thầy bói, đẻ được thằng con chỉ mới có 7 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ. Hai vợ chồng đứa cháu nội dẫn nhau vào tù, vứt thằng cháu cố cho ông nuôi từ lúc nó 6 tháng tuổi. Bao nhiêu là đoạn trường cám cảnh. Bây giờ thì, che tàn, măng cũng đã tàn. Ông bật dậy, bưng ngọn đèn đến bên thằng cháu. Lạ lùng quá, dường như ông cảm thấy nó cười. Chiếc trực thăng vẫn nằm trong tay nó, cái áo mấy ông mua hồi tối vẫn sặc sỡ trên ngực nó. Niềm vui ngày Tết chừng đã đến sớm hơn với thằng cháu của ông. Ừ, phải vậy chớ. Thảo nào, cháu của ông sẽ qua được cái Tết này. Sẽ chờ ông bán máu lần sau để mua thuốc chích và đồ chơi cho cháu. Hết bệnh rồi, ông sẽ đưa cháu đi học với cụ tí, cu tèo. Phải học để tìm đường thoát cái kiếp tai nghiệt của ông, của ông nội và của cha mày. Có ai nghèo ba họ, có ai khó ba đời. Hãy cố mà sống với ông nghen con. Bảy ngày sau thằng bé cố sống đến lúc giao thừa cho ông vui mà không kịp nhưng dường như nó sợ ông buồn mà vẫn cầm chặt trong tay cái càng chiếc trực thăng bằng nhựa của ông mua chiếc trực thăng vẫn ngay ngắn trong tư thế cất cánh và cái miệng nữa cái miệng nó vẫn như cười để ông yên lòng rồi ông nó đốt nhang mượn trời mượn đất của người ta mà chắp tay khấn thần khấn phật ông mang nguyên óp nhang thơm đến gốc đa già mà hương khói cho thần linh và lũ âm binh đến khi ông quay về thì Ông bế thằng cháu cố lên mà đi, mà chạy sau khi gọi mãi, gọi mãi mà cũng chẳng thấy nó trở xoay. Chiếc trực thăng rơi xuống chồng trơ ra đất, thịt ra thằng bé lạnh ngắt. Ôi, bà con ơi, cháu của tôi. Ông chạy đến bệnh viện, miệng hét to, ai mua máu dùm tôi, máu, ai cần máu, hãy mua máu dùm tôi, bà con ơi. Ông già tám gọi nhiễu nhão về phía mọi người, rồi ông sụm xịu dưới chân bác sĩ, bác sĩ lắc đầu một cụ y tá chỉ đường ông xuống nhà xác, người gác cổng nhà xác về nhà cúng giao thừa. Ông chạy đến chữ thập đỏ của phường gần nhất, cửa đóng im ỉm. Ông lại đưa thằng cháu trở về ngôi miếu sập, đặt thằng cháu xuống. Ông khập khánh chạy đến trại hòm mua chịu cái quách để gói thân thằng cháu. Quách chưa đóng, ông năn nỉ đóng, lại không có thợ. Đến khi tìm được ông thợ tốt bụng thì ông chủ trại hòm đòi tiền. Ông tám khoanh tay trước bụng như trẻ nhỏ, không nói gì ông ông giúp dùm cháu tôi. Ngày mai, ngày mốt tôi sẽ trả tiền. Sao lại là mai mốt? Tết nhất ông già này tính chuyện không hay. Tôi không biết. Tôi không có khai trương bữa nay và không có bán chịu đầu năm đâu nhé. Mặt mày, cửa hiệu người ta như vậy. Năm mới, năm mù. đến đây mua chịu. Có khác nào ông chủ ếm rùa xả tôi cả năm. Đi đi. Lát sau, Ông thợ đóng hòm thương tình bán chịu cho ông tám miếng ván cũ ở nhà rồi cả hai đi ra ngoài bãi đất thánh mà đóng quách, vì đóng ở trong nhà, hoặc ngoài đường lúc sinh khí linh thiên sẽ bị người ta kỵ. Xong cái quách, ông mang về, ngồi nhìn mãi thằng bé mà không muốn liệm. Có lý nào thằng cún của ông lại vô nằm ở cái chỗ mà lẽ ra lão già 82 tuổi này phải vô nằm? Có lý nào trời Phật lại bất công vô lý như vậy? rồi ông thợ đóng hòm tốt bụng cầm cái đèn cầy bước đến dục để cháu vô đi, mình còn đi chôn cháu sớm. Giấc này người ta đang ở trong nhà, trễ không có chỗ đâu. Ông tám ô khóc như ho khô trong ngực rồi nhẹ tay bế thằng cháu chỉ còn xương với da để vô cái quách rộng rình. Hai bộ quần áo cũ, cái áo mới, mấy thứ đồ chơi, hộp sữa còn lưng một nửa, chiếc trực thăng bằng nhựa. Ông mở chiếc máy bay ra xem hai cục pin còn không rồi đậy lại vặn cho nó chạy thử sau đó mới đặt cạnh tay thằng bé với mấy giọt nước mắt đỏ quạch trong màu nến đỏ hai ông già thay nhau vác cái quách ra đất thánh chỗ nghĩa địa của những người thiên chúa giáo đang giải tỏa dở kiếm chỗ cho thằng cún nằm nhờ vừa chuẩn bị hạ huyệt thì một dân quân gác đêm đã nổ súng và xông vào bắt trộm 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 bắt nó chết chạy ông thợ đóng hòm rông mất ông già tám bịn dịn vác thằng cháu lên rồi trong lúc hồn phi phách tán đã co giỏ chạy giết ra bờ sông cái chỗ có hang nước xoáy cuộn giữ dàn đầu ngã ba sông cái hang cá bống tượng chìm sâu trong đáy sông theo truyền thuyết há hóa cái mồm rít giết, giết đợi chờ ông con mồi già tội nghiệp và ông thêm mấy dân quân được kích hoạt bởi những ly rượu đón giao thừa đã hùng hổ sông vào tên trộm gầy guộc vừa vác cái dương vàng tẩu thoát ông già tám vừa lao đầu xuống dòng sông đen thui thì chú dân quân đi đầu chờ tới và dũng cảm nhảy theo tên trộm ông già tám và cái quách được mang lên mọi người yên lặng nhìn nhau ông già run đến xương hàm run lập cập vẫn còn cái hạnh phúc cuối cùng cho ông mấy chú dân quân thương tình đã cùng ông đưa thằng cún lại chỗ cái lỗ huyệt ăn cắp ấy để nó ấm thân chôn xong thằng cháu ông định về nằm mà khóc cho đã với nó trong ngày đầu năm thì có người tới hỏi mua máu có một thằng con nhà giàu có vừa mới đua xe bị chấn thương sọ não cần máu để sống tiếp cuộc đời đẹp đẽ của nó. Ông lắc đầu định không bán, vì thằng cháu đã bỏ ông đi, đã không cần máu của ông nữa. Nhưng rồi tiền miếng ván, tiền công đóng cái quách, tiền mấy ngày lấy thuốc, lấy sữa thêm, tiền cỏ mấy bận chưa thanh toán xong đã giật cong chiếc lưng còng của ông dậy. Ông ra đến bệnh viện, cô y tá hôm rồi nhìn ông. Chưa đầy một tuần mà bác, ông chống chế, tôi bồi dưỡng nhiều cô à. Máu bác chưa kịp đỏ đây này ông cụ ơi. Cô thông cảm, có thể bớt ba phần tiền cũng được. Thằng cháu ông sao rồi? Cô cứ lấy máu đi. Nó đang ăn tết ở ngoài kia cô à? Ra khỏi phòng lấy máu, ông tám ô sách kia túi đường, sữa, hột gà mà bước đi cứ nghiêng ngà, siêu vẹo, lạ nhỉ. Có khi nào cái chân của ông nó bướng bỉnh như vậy đâu? Mắt ông nữa, sao hôm nay nó tối sầm? Rồi ông mơ màng, thiếp đi khi nghe thằng cún gọi. Ông ơi, thằng tí, thằng tèo làm hư chiếc máy bay của cún. Nắng như xé ra từng sợi để thành mưa trên sân bệnh viện, mưa nắng, ông già tám cố mở mắt ra để nhìn cơn mưa ngộ nghĩnh của ngày đầu năm, nhưng thật là tệ hại, mắt ông cứ tối sầm, thằng cún lại gọi ông về cùng với nó. "Ông ơi, nhớ về nhanh với cún." "Nghe ông, ừ, ông sẽ về mà đánh đòn thằng cu tí, cu tèo nó chọc cháu của ông. Ông sẽ về." "Ông già, ông già." Cô y tá chạy ra. "Ôi, giá như ông bán được đời mình ngoài đời cuộc sống vẫn rộn ràng trôi theo nhịp của nó mùa xuân vẫn đến với mọi nhà và đến với mọi người